massage. Vô thô bởi ngài giác ngộ, lưu diệu đế và đem ra giáo hóa chúng sanh cùng biết giới. Phá ga quá ti, Đức Thế Tôn hiệu phá ga qua bởi ngài đã siêu xuất giới, tức là ngài không còn luân hồi lại nữa. Nát thi mê sa ra năng an nhân bụt thô mê sa ra năng qua răng ê tê na sắc cha qua chê na hô tụ mê cha gia măng gà lăng. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Phật là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Savakato Bhagavata Thammo nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Thammo là pháp thánh có chín hạng, bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Sanditiko là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc. Bởi nhờ kiến tánh chẳng phải vì he gì tin kẻ nào khác, nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. Akaliko là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. Ipasiko là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng quả cho kẻ khác biết được. Obanayiko là pháp của chư thánh đã có trong mình do nhờ phép thiền định. Bạch cha tăng Veditabo Vinyuhiti là pháp mà các hàng trí tuệ, nhất là bậc thượng trí, được biết được thấy tự nơi tâm. Natthi me saranang anyang thammo me saranang rang etena sakya va che na ho tuk me chaya mangalang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có pháp bảo là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này. Sipatipanno Bhagavato Savakasango tăng là các bậc tinh dân đệ tử các ngài đã tu hành chính chắn y theo chánh pháp. Usupatipanno Bhagavato Savakasango tăng là các bậc tinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Nyayapatipanno Bhagavato Savakasango tăng là các bậc tinh văn đệ tử Phật, các ngài tu hành để giác ngộ niết bàn là nơi an lạc dứt khỏi các sự thống khổ. Samichipatipanno Bhagavato Savakasango tăng là các bậc tinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Yadidang chattari purisayugani tăng nếu đếm đôi thì có bốn bậc. Tăng đã đắc đạo cùng quả tu đà quần, tăng đã đắc đạo cùng quả tư đà hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a na hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả a la hán. Attaburisapukala tăng nếu đếm triệt thì có tám bậc. Tăng đã đắc đạo tu đà quần, tăng đã đắc đạo quả tu đà quần, tăng đã đắc đạo tư đà hàm, tăng đã đắc quả tư đà hàm, tăng đã đắc đạo a na hàm, tăng đã đắc quả a na hàm, tăng đã đắc đạo a la hán, tăng đã đắc quả a la hán. Esa Bhagavato Savakasango chư tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. Ahunayo, các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tinh thi ở phương xa đem đến dân cũng cho những người có giới hạnh. Bahunayo, các ngài đang thọ lãnh của tinh thi mà họ dành để cho thân quyến cùng bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cũng cho các ngài. Dakhinayo, các ngài đang thọ lãnh của tinh thi tinh lý nhân quả đem đến dân cũng. Anchalikaraniyo, các ngài đang cho chúng sanh lễ bái. Anuttarang Punya Khetang Lokasati, các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp. Natthi me saranang anyang sankho me saranang varang etena sakya vachena ho tu me chayamangalang. Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo, chỉ có Đức Tăng là quý báu, nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo, đặng cầu sự an lạc đến cho con y như lời chân thật này.
Vanda me che ti yang sappang sapatha me supati ti tang sari ri katha tu maha bodhin buddha rubang sakalang sada. Con đem hết lòng thành kính làm lễ tất cả bảo tháp Ngọc Xá Lợi Đại Thọ Bồ Đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế Tôn lời giải tỏ tường, năm điều quán tưởng phải thường xét ra. Ta đây phải có sự già, thế nào tránh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tránh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tránh thoát tử sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quý mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dầu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phân minh kết thành. Sappe satta avera hon tu sukhita hon tu nikdukha hon tu ayapaccha hon tu anitya hon tu dikya yuka hon tu aroga hon tu sambati mi sammichang tu sukhita attanang barihara harang tu dukkhapatta janip dukkha patta janip ya sukhapatta janisoka hon tu sabbebi banino. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Dạ, con xin phép đạo tràng cùng với con thọ trì tam quy và ngũ giới ạ. Uka samayan phante visum visum rakhana ta ya ti sarane na saha pancha silani ya cha ma. Bạch quá chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để dân dự hành theo cho sự lợi ích. Utiyambi mayang phante visum visum rakhana ta ya tisarane na saha pancha silani ya cha ma. Bạch quá chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để dân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Tatiyambi mayang phante visum visum rakhana ta ya tisarane na saha pancha silani ya cha ma. Bạch quá chư đại đức tăng, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để dân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Dạ, con kính dân mít cho ngài để ngài truyền tam quy ngũ giới cho đạo tràng chúng con ạ. Con kính dân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy Nhã, Nam mô Tham Ma Nhã, Nam mô Sang Kha Nhã. Chư thiên kính lễ chư tôn thiền đức tăng, trong những nước nam mà chúng tôi không được rõ. Xin chào sư trần đạo, sư nhất quân đạo hữu viên mộng, sư tôn nhật đạo hữu viên hòa, sư meta đạo hữu trang thư và sư kim đông. Nóng quá mở cái quạt không đau, quý vị có nghe rõ không ạ? Thưa rõ ha, vâng, xa thủ, xa thủ. Buổi sáng nó khó chịu, đổ mồ hôi luôn. Quý vị thông cảm ha. Nhiều khi cái ảnh hưởng của thời tiết làm cho tánh tình của con người cũng thay đổi luôn. Xin được thay mặt chia tan truyền tâm quy và ngũ giới đến đạo tràng pháp hội. Bụt đăng sở năng gạch chế hà mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật. Đăng mong sở năng gạch chế hà mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Pháp. Sẵn tăng sở năng gạch chế hà mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Tăng. Đủ ti nhầm bị bụt đăng sở năng gạch chế hà mi, con đem lên lòng thành kính xin quy Phật lần thứ nhì. Đủ ti
âm bị đấm mong sợ nó có cha mẹ con để mình làm thành kính xin quý pháp lần thứ nhì rồi thì âm bị sang thăng sợ nó có cha mẹ con để mình làm thành kính xin quý tăng lần thứ nhì ta thì âm bị bút đăng sợ nó có cha mẹ con để mình làm thành kính xin quý phật lần thứ ba ta thì âm bị đấm mong sợ nó có cha mẹ con để mình làm thành kính xin quý pháp lần thứ ba ta ti yam vi sang khang sa thang ca cha ha mi ko ne ma nam tan tin chen vi tang lần thứ ba Bụt thăng saranang ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin vi Phật. Thẩm măng saranang ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin vi Pháp. Sẵn khăn saranang ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin vi tăng. Đủ ti dâm bi bụt thăng saranang ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin vi Phật lần thứ nhì. Đủ ti dâm bi thẩm măng saranang ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin vi Pháp lần thứ nhì. Ta ti dâm đủ ti dâm bi sẵn khăn saranang ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin vi tăng lần thứ nhì. Ta ti dâm bi bụt thăng saranang ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin vi Phật lần thứ ba. Ta ti dâm bi thẩm măng saranang ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin vi Pháp lần thứ ba. Ta ti dâm bi sẵn khăn saranang ga cha mi con đem hết lòng thành kính xin vi tăng lần thứ ba. Thế xa rừng nắp gã năng tại vì công năng pháp quy tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu a ma phan tê dạ chúng con xin dâng ba na di ba ta về ra mặt đi sẽ khó bất đăng sa ma di gia mi còn xin quan nhiều điều học là quy chánh xa sự sát sanh a đinh na đa na về ra mặt đi sẽ khó bất đăng sa ma di gia mi còn xin quan nhiều điều học là quy chánh xa sự trộm cắp ta mê su mi cha cha ra về ra mình đi sẽ khó bất năng sa ma di gia mi còn xem qua những điều học là quy tánh xa sự tà hạnh mục sa wa đa về ra mình đi sẽ khó bất năng sa ma di gia mi còn xem qua những điều học là quy tánh xa sự nói dối sự ra mê ra yam mai chậm pha mai đắc tha na về là mình đi sẽ có bất năng tham ma bị giam đi còn xem qua những điều học là quý tránh xa sự dữ rượu và các chất say ba na ti ba ta về ra mình đi sẽ có bất năng tham ma bị giam đi con xin dân dự điều học là quý tránh xa sự sát sanh Adinna Dana Vedamani Sikha Padang Samadhyami con xin dân dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicha Chara Vedamani Sikha Padang Samadhyami con xin dân dự điều học là cố ý tránh xa sự tà hạnh. Musawada Vedamani Sikha Padang Samadhyami con xin dân dự điều học là cố ý tránh xa sự nói dối. Sura meraya ma chấp bát ma đát tha na về ra mani sikha ba đăng sa ma di ya mi con xin dân dự điều học là quỷ tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất say. Mani ban cha si ka bát đa ni sa tu tang ka toang am pa ma de ne ni cha ka lang samarak ti ta pang Như Phật tử sau khi tỏ trì tâm quy và ngũ giới nơi tâm bảo rồi phải lắp vân duyên hành theo cho được trong sạch đừng có dễ vui. Ama Phan Tê dạ chúng con xin dân Sì lên
na sukati yanti sile na phoka sambandai sile na niputin yanti tasmai silang viso thayem. Các chú gần để sanh về coi trời cũng như dị giới, được giàu sang cũng như dị giới, được giải thoát nhập niết bàn cũng như dị giới. Bởi có cái cho nên cho Phật tử phải ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhớ. Sa thúc lành thai Uttamang ghe na quang đệ hăng ba đa băng sum qua rụt tam ăng bột thê vô khả lý tố đô sô bột thô khả ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ di trần dưới chân Đức Phật là đấng chỉ tôn chỉ thánh. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quang đệ hăng thẩm măng cha đu vi thăng và răng thẩm mê vô khả lý tô đô sô thẩm mô khả ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo xá tội lỗi ấy cho con. Uttamang ghe na quang đệ hăng sẵn khăn cha đu vi thót tam ăng sẵn khê vô khả lý tô đô sô sẵn khô khả ma tu tăng mà măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phàm tăng và thánh tăng. Các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Sê quán na cha bà la năng bánh đi ta năng cha sê quán na phụ cha cha phụ cha ni gia năng ê tăng măng ca la môn ta măng. Không cần gửi cả thân cận bậc trí hiền cũng lẽ bậc đáng lễ là phúc lành cao thượng. Bát thị hữu ba đê sắc hoa sô cho bồm bê cho ca ta phụ nhá ta ngã ta sầm ma bá ni thị cha ê tăng măng ca la môn ta măng. Ở trú xứ thích hợp công đức trước đã làm chân chánh hướng tự tâm là phúc lành cao thượng. Bảo sanh chân cha si ban cha quy na vô cha sự tình khi tô xuất pha si ta chỉ già qua cha e tăng măng ta là một tham măng. Đa văn nghệ nghiệp giỏi khéo luyện học tập nói những lời chân chất là phúc lành cao thượng. Ma ta bi tu ban tha năng phút ta đa ra sát sanh ca hô a na phu la cha tâm man ta e tăng măng ta là một tham măng. Hiếu thuận bậc sinh thành dưỡng dục vợ và con sẽ hành theo nghiệp chánh là phúc lành cao thượng. Đa năng cha thầm mắt thật dạ cha nhà tất cả năng cha sân có hù và nà hòa cha ní tâm ma ní e tăng măng ta là một tâm măng. Bố thí hành đúng pháp giúp ích hàng quyến thuộc những danh mạng trong đời là phúc lành cao thượng. A ra ti vi ra ti ba ba ma cha ba na cha san nha mô ập ba ma đô cha tham mê su e tăng măng ta là một tâm măng. Xả ly tâm niệm ác chế ngự không say sưa không phóng dật trong pháp là phúc lành cao thượng. Ca ra vô cha ni hòa tô chất sanh tu ti chất cả sanh dụ ta ca lê na thâm ma sa hoa năng ê tăng măng ca la một ca măng. Cung kính cùng khiêm nhường tri túc và tri ân đúng thời nghe chánh pháp là phúc lành cao thượng. Thanh tì chất sổ và chất sát ta sa ma na năng cha đa sa năng ca lê na thâm ma sa ca cha ê tăng măng ca la một ca măng. Nhẫn nhục lời nhu hòa ý kiến bậc sa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lành cao thượng. Tập phù chất phẩm mắt cha ri dân cha ri dạ sa cha na đa sa năng niếp ba na sa chi kỳ ri dạ cha ê tăng măng ca la mụt ta măng. Thiền định sống phạm hạnh thấy được lý thanh đế giác ngộ quả niết bàn là phúc lành cao thượng.
Phật tha sa lô ca tham bê hi chit tăng ya sa na cam bát ya so cang vi ra chăng ke mang e tăng mang ca la mốt ta mang. Khi xúc chạm được đời, tâm không động không sầu, tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng. Eta-di-sa-ni-can-tua-na-sam-ban-tha-ma-ba-ra-chi-ta-sam-ban-tha-so-thi-ng-ga-chan-ti-tăng-te-sang-ban-tha-la-mut-ta-man-ti. Những sự hành như vậy không chỗ nào thấu thấp, khắp nơi được an toàn là phúc lành cao thượng. Te-at-tha-la-tha-su-ki-tha-bru-na-ha-bu-tha-sa-sa-ne-ro-ga-su-ki-tha-ho-tha-sa-ha-sam-be. Hệ nhà tí khuy cầu xin cho các thiền tinh được sự lợi ích, được sự an vui, được sự tăng hoa trong đường Phật đạo. Cầu xin cho các thiền tinh phải bình hoàng, được an vui cho mình và những người trong gia quyến cả thảy. Sa thuốc lành thai. Phước lành con đã tạo ra, các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, nguyện thành pháp độ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyện tốt sẵn sàng, mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trở mau giải thoát kể liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hằng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thầy chúng sanh khỏi quan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện dình năm học dình tệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham hảo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Văn kim chi kusala cẩm mang cấp ta bằng kiri văn mà ma ca ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tăng ca tăng ye sát ta san ni no at thi ye cha sát ta a san ni no ca tăng phun nha pha lăng mây hăng sắp bê ba ghi ba quanh tu tê ye tăng ca tăng su vi đi tăng đi năng phun nha pha lăng ma ya ye cha tát tha na cha năng ti đề qua găng to ni quê đa dùm sắp bê lô cam hi dê sách ta chỉ quăng ta hà ra hê tu ca mà nhuôn năng bộ cha năng sắp bê là băng tu mà ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo dựng bền có thể tiếp chúng đổ lên thiên đàng. Cung lời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tượng nhân gian ta bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rài, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng, chúng sanh quan hỷ lạnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới các hàng, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường, sinh thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng quá ta mê đa nha a sắc quá kha gia quá ăn hô tu. Xin cho sự phước thí mà con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm. Dạ con đã lễ bái tam bảo xong ạ. Dạ con kính
gửi mít lại cho Ngài Trí Đức để Ngài điều hộp chương trình ngày hôm nay ạ. Và con kính dân mít đến Ngài ạ. Nam mô Tam ma ya, Nam mô Sang khai ya. Thế nên cái lễ chư tôn thầy Đức Tăng trong những lúc này mà chúng tôi được rõ. Chào quý vị sư phụ cô tu nữ. Xin chào chị Tiền Nam chị nữ. Thưa thượng trí thức. Hôm nay chúng ta sinh hoạt trong hạnh phúc tinh và ôn lại. Bởi vì 38 điều hạnh phúc chúng ta đã học qua, nhưng mà bây giờ ôn lại thì ôn lại từ điều hạnh phúc thứ nhất đến điều hạnh phúc số 3. Bởi vì hạnh phúc là những sự an vui thì chúng ta không nên bỏ qua. Khi nào á nói lên sự đau khổ thì chúng ta nên né tránh, nhưng mà hạnh phúc thì phải ôn lại cho nhuần nhuyễn để chúng ta an trú trong sự an vui đó. Trước khi đi vào đề tài sinh hoạt ngày hôm nay, chúng ta được phải dường ân đức tam bảo. Nam mô ta sa pha cô a tô a ra ha tô sam ma sam bu đa hai sa. Nam mô ta sa pha cô a tô a ra ha tô sam ma sam bu đa hai sa. Nam mô ta sa pha cô a tô a ra ha tô sam ma sam bu đa hai sa. Quy đầu lên lễ Đức Thế Tôn và chúng những kỳ đáng kính dường, con nguyện thân tâm thường thanh tịnh, làm lành hạnh dữ lỡ quần sinh. Bắt đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Chánh Biến Tri đang cúng dường, công nguyện thân tâm thường thân tịnh, làm lành hạnh dữ lỡ quần sinh. Bắt đầu đảnh lễ Đức Thế Tôn Bậc Chánh Biến Tri đang cúng dường, công nguyện thân tâm thường thân tịnh, làm lành hạnh dữ lỡ quần sinh. Tăng Araha di con nạc sang yu tăng bụt đăng sơ rạc sa nam ma mi tăng cha bụt đăng hi mê sơ ca rê hi a phi phu. Chá gia mi hồng giới Phật nhiệm màu ứng cung chánh biến tri minh hạnh đủ đầy đức ân thiện thể cao dài bậc thế nhân giải chỉ bày chân tâm cô thượng sĩ phát thân định diệu bậc thượng phu đường ngự độ sanh thiên nhân sư đấng cha lành Phật đà toàn giác Thế Tôn trong đời. Tăng xoa khai ta đi cô nạc sân vô tăng thầm măng sơ rạc sa nam ma mi tăng cha thầm măng y mê sơ ca rê hi a phi phu. Chá nhà mi pháp vi diệu cha lành theo dạy lìa chân ngôn giác ngộ hiện tiền. Cuộc thời gian chứng vô biên sắc la đại ngộ phát nhân liệu tưởng đạo vô thường đến rồi thấy rõ hơn thượng tâm thoát khỏi vọng trần trí nhân tự ngộ giả chân diệu thường tịnh lạc pháp ân nhiệm màu. Tăng sân khai ta đi quân sân vô tăng sân khăn sư rạc ta nam ma mi tăng cha sân khăn y mê sơ ca rê hi a phi phu. Gia mi bậc diệu hạnh thinh văn thức tử bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia bậc như lý hạnh tăng giả bậc chân chánh hạnh như hòa thê tôn thành đạo quả vô đôi tám chúng đệ tử Phật tuân thủ tụng nghiêm cùng nguyên kinh lễ một niệm thanh chúng vô thượng phước điền thế gian ra tình hát tế giá sa quan đà mi do nhờ oai đức của chư Phật do nhờ oai đức của giáo pháp do nhờ oai đức của chư tăng nguyện cầu hồng ngâm tam bảo thì từ gia hộ đến quý vị trong đạo tràng luôn được an lạc suốt thời gian sinh hoạt. Nam mô Bụt Thầy Nha. Phần thái dương ân đức tam bảo đã xong. Bây giờ chúng ta ôn lại 38 điều hạnh phúc nhiều quá. Bây giờ chỉ có 3 điều đầu tiên ha. Đối với bài kinh này, các nước quốc giáo người ta học thuộc lòng như cháu, rất là nhuần nhuyễn,
họ học, họ thực hành hàng ngày để sự hạnh phúc đến với người ta. Và quý vị cũng biết các đấng Phật giáo thì tinh thần Phật pháp đi sâu vào trong tâm cảm, và họ coi mấy chùa là một cái nơi, một cái bóng mát của tâm linh muốn trả ơn cho cha mẹ. Người con trai phải vô chùa tu 3 năm trả hiếu cho cha, thêm 3 năm nữa trả hiếu cho mẹ, tức là đời của một người thanh niên, một người nam phải 6 năm ở trong chùa. Và quý vị biết 6 năm bao nhiêu, 6 năm trời đó thì họ học rất là nhiều kinh luật và luận. Và khi họ học đã trách nhiệm 4 phần thì 6 năm họ trả áo lại trên nhà chùa, làm trách nhiệm của một người công dân. Mà 6 năm trời ở trong chùa thì cái đen, cái đạo đức ấy, cái sự tu tập của họ ăn sâu vào tâm cảm, để rồi khi mà đối nhân xử thế, khi mà tiếp cận với cuộc sống, họ là một người gọi là có cảm hạnh, là biết giữ giới. Những cái ngày bình thường thì ngủ giới, nhưng mà để ngày bắt quan trai, họ là những cái người mà thực hành theo pháp hạnh, dù đó là một người cư sĩ. Cho nên cái bài hạnh phúc kinh này là một bài họ rất là nhuần nhuyễn, họ thuộc nằm lòng. Không riêng gì hạnh phúc kinh mà 423 câu, 423 câu đó họ cũng có thể là nằm lòng luôn, tùy theo cái sức học. Thì chúng ta thấy một người cư sĩ là một người hộ đạo, hộ pháp. Mỗi buổi sáng trước khi ăn uống, một phần cơm, một phần đồ ăn họ xếp riêng ra để đó. Rồi những cái gì trong gia đình thì họ xuống lại ăn uống, hoặc là dỡ sách đi để đi làm đó, họ có vật thực họ dùng. Vật thực mà cúng dường chư tăng, mỗi buổi sáng để bát thì trước khi ăn họ xếp ra để đem một phần. Rồi ai đi làm thì đi, ai có trách nhiệm phải hộ độ chư tăng để bát cúng dường. Cái đó là đi sâu vào tâm cảm của người con Phật. Và khi mà lễ hội, những cái lễ lộc thì ngôi chùa là một bóng mát, là một nơi tập trung để rồi họ quy ngưỡng về đó, niềm tin của họ được thể hiện qua những lễ nghi. Các nước Phật giáo thì quý vị biết rằng họ vẫn duy trì, tức là cái ngày Đức Bồ Tát đản sanh, Bồ Tát thành đạo, Phật nhập niết bàn là ngày rằm tháng tư. Cho nên khi nãy Sư Ca Meta hỏi tổ chức Phật đản ngày nào, thì chúng tôi nói tổ chức vào ngày Phật đản, tức là ngày rằm tháng tư. Nhưng mà một số quốc gia khác như ở Mỹ không phải là ngày rằm tháng tư. Ngày rằm tháng tư là ngày Đức Bồ Tát đản sanh thành đạo và nhập niết bàn. Nhưng mà đối với những địa phương khác thì họ chọn ngày chủ nhật họ tổ chức lễ. Cũng giống như ở Việt Nam bây giờ, cưới hỏi hoặc là những cái lễ gì đó họ cũng chọn ngày chủ nhật. Bởi vì ngày chủ nhật là cái ngày mà được nghỉ, rồi công nhân viên chức họ có thể tụ họp với nhau, đám cưới cũng tổ chức ngày chủ nhật. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cũng tùy địa phương. Cho nên khi quen ta hỏi tổ chức ngày Phật đản ngày nào, thì chúng tôi nói rằng ngày Phật đản tức là ngày rằm. Hoặc là người ta thắc mắc tại sao chọn ngày 29 là một cái ngày
tu tập một ngày ở chùa ha, để Phật tử tu tập lại, mà không chọn những ngày chủ nhật như các chùa khác, thì chúng tôi nói rằng hâm chính là hâm chính, cuối tháng là cuối tháng, dầu nó đi vô cái ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư à, hoặc là nó nằm vô ngày chủ nhật, thì đó là một cái vấn đề, cái duyên một cái nào, cái duyên một cái nào. Rồi có những vị cố chấp à, không gọi cái ngày chủ nhật mà gọi là ngày thứ tám hoặc là ngày thứ một à, thứ nhất, chỉ nói là dùng cái từ ngày chủ nhật, tức là ngày đó của Chúa. Tại sao chúng ta nghĩ chi vậy, mệt quá đi, ngày nào cũng là ngày tốt. À, trong này trong mình bài kinh ca và cầm mừng qua cha cầm mừng qua đắc thế năng qua đắc thế năng mà nô cầm mừng bất liệt thi tê, tức là khi mà thân khẩu ý của chúng ta tạo thiện sự trong giờ phút nào, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối, thì chính những giây phút đó là những giây phút tốt đẹp, kiết tường, hảo vận. Vậy thì chúng ta phải chọn một cái để trở thành một cái truyền thống à, chúng ta chạy theo, chạy đua theo thời trang, chọn những ngày chủ nhật cạnh tranh với các ngôi chùa khác để làm cái gì à, ví dụ như cái ngày dân y của chúng tôi là mùng 1 tháng 10 thì vẫn là mùng 1 tháng 10, dầu có lọt vô cái ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư thì cũng là một cái ngày truyền thống. Và truyền thống thì ít có ai bao nhiêu khi dễ, còn chúng ta cứ chạy đua theo thời trang ha, chạy đua theo cái vấn đề một bao nhiêu à, sự dễ dàng của Phật tử à, để chọn cái ngày chủ nhật thì thật sự cũng đúng. Nhưng mà nếu một ngày thường á, một Phật tử tới chùa mới thể hiện được cái niềm tin của người ta chứ. Còn ngày chủ nhật này họ ham vui, đi cả gia đình. Mà trong số Phật tử thì quý vị biết cái từ mà tín đồ, tức là niềm tin thể hiện à, thì coi như dầu cái ngày chủ nhật, không ngày chủ nhật, họ đến chùa do cái niềm tin. Mà họ đến chùa do cái niềm tin thì họ thể hiện rất là tốt à. Còn cái người mà nghĩ rằng ồ hôm nay rảnh nè, hôm nay ngày chủ nhật này đông nè, như vậy mình đi chùa có lợi. Bởi vì sao? Họ không phải là tín đồ mà họ là tín đồ à, tức là có theo tinh thần mà của nhà Phật, tức là giác ngộ ha, thì họ đã là tín đồ, thì tức là những cái đối tượng, những cái tài sản có giá trị thì họ thấy ngộ ngộ là họ giác à. À, tinh thần giác ngộ của nhà Phật là như vậy à, chúng ta cũng đã học những câu Phật ngôn, hai người bạn vô chùa nghe pháp, một người thì chăm chú nghe mà một người thì chăm chú tinh tấn làm việc với bàn tay nhám nhúa à, cũng là vô chùa cũng là nghe pháp. Nhưng mà một người nghe bằng lỗ tai, một người thì nghe bằng hai cái ngón tay điêu luyện. Để rồi khi làm việc phi pháp như vậy, tại về gặp người bạn mà nói sao đi chùa mà sao anh nghèo vậy, tôi đi chùa nè nhưng mà tôi đời sống thêm phong lưu sung sướng. Người kia mới nói đi chùa tại sao phong lưu sung sướng à, anh phải thể hiện cái sự diệu dụng của mình trong công ăn việc làm, nghĩa là nắm bắt thời cơ. Khi mà người ta chú tâm nghe pháp á, thì họ sẽ lơ là tất cả tài sản của họ, và tôi là người có quyền giữ hộ tài sản của những người đó. Đó là ngày hay ha. Nhưng mà thật sự là đối với các nước Phật giáo, trở lại vấn đề cái bài 38 điều hạnh phúc này
là một cái bài mà họ đã nhuần nhuyễn học thuộc lòng và ngày nào họ cũng thực hành mỗi lúc mọi nơi. Cho nên chúng ta cũng nên bắt chước, và đây cũng là cái lời của Phật dạy đối với các vị chư thiền. Khi mà chúng ta thực hành theo những cái điều này, chúng ta cũng có thể tự làm cho mình có được những cái pháp của chư thiền. Muốn được công trú với chư thiền thì chúng ta không xu hướng được kể giữ, chúng ta phải thân cận các bậc trí tuệ, chúng ta phải cúng dường các bậc nên cúng dường. Đây là ba điều hạnh phúc sơ khởi để chúng ta đi vào bạch pháp hay là đi vào thiên pháp. Đây mình ôn lại, tức là chúng ta làm sáng tỏ, mặc dù chúng ta đã học rồi ha, nhưng mà bây giờ ôn lại ha. Quý vị đồng ý không? Trong ba điều hạnh phúc này, quý vị thì cho chúng tôi biết rằng cái điều hạnh phúc nào là cái điều hạnh phúc mà quý vị tâm đắc, tức là thích đó. Mình thích thì mới học đó. Còn bây giờ không thích học làm gì? Sao bây giờ trước tiên là học trước rồi hỏi sao ha? A se văn a cha pa la nang ban ta nan cha se văn a phu cha cha phu cha ni ya nang e tang mang cha la mu ta mang. A se văn a cha pa la nang ban ta nan cha se văn a phu cha cha phu cha ni ya nang e tang mang cha la mu ta mang. A se văn a cha pa la nang ban ta nan cha se văn a phu cha cha phu cha ni ya nang e tang mang cha la mu ta mang. Thầy đọc này giống như đọc kinh vậy ha. Còn bây giờ quý vị muốn mà nó đi sâu vào, nó ngấm ngầm, nó đi vào trong tâm thức của quý vị thì cái giọng đọc này nó sẽ vui ngủ hơn, nó đơn giản hơn và dễ đọc hơn. A se văn a cha pa la nang ban di ta nan cha se văn a pu cha cha pu cha ni ya nang e tang mang ga la sam. A se văn a cha pa la nang ban di ta nan cha se văn a pu cha cha pu cha ni ya nang e tang mang ga la mun sam. A se văn a cha pa la nang ban di ta nan cha se văn a pu cha cha pu cha ni ya nang e tang mang ga la mun sam. Một, tư cách không xu hướng theo kể dự. Hai, tư cách thân cận các bậc trí tuệ. Ba, tư cách cúng dường các bậc nên cúng dường. Các ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Rồi bây giờ ai muốn đọc kinh cũng được, ai muốn giọng kệ cũng xong. Đây là điều mà chúng ta cảm thấy rằng trong ba hạnh phúc này chúng ta phải chọn một ha, ba trong một ha. Xin mời Sinh Mê Ta trước. Nam mô Bụt Thầya, Nam mô Tham Ma Dạ, Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con kính lễ Ngài Trí Đức, con kính lễ tất cả chư tôn đức tăng ni trong đạo tràng. Dạ con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin đọc đoạn số 1 của hạnh phúc kinh. A se va na cha ba la nang ban di ta nan cha se va na bu cha cha bu cha ni ya nang e tang mang ga la mut ta mang. A se va na cha ba la nang ban di ta nan cha se va na bu cha cha bu cha ni ya nang e tang mang ga la mut ta mang. A se va na cha ba la nang
Bandita nan cha se wa na u cha cha bu cha ni ya nang e tang mang ga la mut ta mang. Và con cũng xin thử kệ coi. A se wa na cha ba la nang Bandita nan cha se wa na bu cha cha bu cha ni ya nang e tang mang ga la mut ta mang. Một, tư cách xu hướng theo kẻ giữ. Hai, tư cách thân cận bậc trí tuệ. Ba, tư cách cúng dường các bậc nên cúng dường. Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Và con kể chắc là cái giọng lạc giọng rồi. Thôi, để lần sau con tập lại. Và con xin nhường mic cho người kế tiếp ạ. Nam mô Bích Tha giá. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ Ngài Trí Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng và cảm ơn Thích Trần Đạo chị Bách Ta Như Quang cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Và con xin trả bài câu số 1 đoạn 1 của Hạnh Phúc Kinh ạ. A se na wa cha ba la nang ban di ta nan cha se wa na bu cha cha bu ya ni ya nang he tang mang ga la mut ta mang. A se wa na cha ba la nang ban di ta nan cha se wa na bu cha cha bu cha ni ya nang he tang mang ga la mut ta mang. Một, tư cách không xu hướng theo kẻ dự. Hai, tư cách thân các bậc trí tuệ. Ba, tư cách bậc nên cúng dường. Cả ba điều ấy là con xin được kể thử. À nê, à nê, à sê qua na cha ba la năng ba đi ta năng cha sê qua na bù cha cha bù dạ đi dạ năng ê tăng măng gà là mô ta măng. A se wa na cha ba la nang ban di ta nan cha se wa na bu cha cha bu ya ni ya nang e tang mang ga la mu ta mang. Một, tư cách không xu hướng theo kẻ dự. Hai, tư cách thân cận các bậc trí tuệ. Ba, tư cách cúng dường các bậc nên cúng dường. Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Nam mô Bích Tha giá và dạ, dục mở mình kính mời quý vị ạ. À. Nam mô Bích Tha giá và dạ, kính mời quý vị tiếp tục ạ. À. Dạ Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sa Ca Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Trí Đức. Kính lễ với cô tu nữ, kính chào với anh chị trong đạo tràng. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh, chị Metta, chị Như Quang cho biết tín hiệu nghe rõ. Con xin đọc câu Pháp Cú Kinh, Hạnh Phúc Kinh số 1. A Se Na Cha Ba La Nang Bằng đi tăng năng cha sê quá nà bù cha cha bù cha ní dạ năng ê tăng măng gá lô mút ta măng. A sê quá nà cha ba la năng bằng đi tăng năng cha sê quá nà bù cha cha bù cha ní dạ năng ê tăng măng gá lô mút ta măng. A se wa na cha ba la nang
Bằng đi ta năng cha sê qua na Bù cha cha bù cha ni gia năng Ê tăng măng gà la mút ta măng A sê qua na cha ba la năng Bằng đi tăng năng cha sê qua na Bù cha cha bù cha ni gia năng Ê tăng măng gà la mút ta măng Một, tư cách không xu hướng theo kẻ dữ. Hai, tư cách thân cận các bậc trí tuệ. Ba, tư cách cúng dường các bậc nên cúng dường. Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Dạ, con đã ôn lại hạnh phúc kinh xong ạ. Con xin gửi lại mic cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bức Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ, con kính đảnh lễ sư trí đức, dạ, con kính chào quý cô tu nữ trong đạo tràng, dạ, con kính chào đạo tràng, dạ, cảm ơn Sis Mita, cảm ơn Sis Trần Đạo, cảm ơn Sis Như Quang, Sis Như Quỳnh cho biết tín hiệu, dạ, con xin đọc Hạnh Phúc Kinh số 1 ạ. Ase wana cha ba la nang pandita nan cha se wana bu cha cha bu cha ni ya nang e tang mang ga la mut ta mang Ase wana cha ba la nang pandita nan cha se wana bu cha cha bu cha ni ya nang e tang mang Ê tăng măng gá lút ta măng. A sê quá nà cha bà la năng. Bành tít ta năng cha sê quá nà. Bù cha cha bù cha ni ya năng. Ê tăng măng gá la mút ta măng. Một, tư cách không xu hướng theo kẻ dữ. Hai, tư cách thân cận các bậc trí tuệ. Ba, tư cách cúng dường các bậc nên cúng dường, cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Nhà niệm từ xin kệ câu Hạnh Phúc Kinh số 1. Asewana cha ba Asewana cha ba la nam Pandita nan cha se wa na Bu cha cha bu cha ni ya na E tam mang ga la mut ta na A se wa na cha ba la na Pandita nan cha se wa na Bù cha cha bù cha ni ya năng Ê tăng măng ga là bụt ta măng Một, tư cách không xu hướng theo kẻ dữ. Hai, tư cách thân cận các bậc trí tuệ. Ba, tư cách cúng dường các bậc nên cúng dường. Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Dạ, niệm từ đã trả bài xong. Niệm từ xin dâng mic lại cho đạo tràng. Kính mời quý anh chị lên cầm mic đọc bài ạ.
123123. À, câu số 1 à, trong cái đoạn hạnh phúc kinh này tất cả 38 điều ha. Nhưng mà đây có 3 điều mà thôi. Tại sao hạnh phúc kinh này được hình thành? Có người nói rằng thấy là hạnh phúc, có nhóm thì cho rằng nghe là hạnh phúc, rồi một phần đông nữa thì nói rằng sự suy tư là hạnh phúc. À, và thấy, nghe và suy nghĩ là hạnh phúc. À, ba cái tư tưởng này đối chọi nhau, mà đối chọi với nhau trong cái cõi người này suốt 12 năm. Cõi người mà đã chia phe nhau thì trên thiên giới họ cũng có những cái người ủng hộ cho những cái người trong nhân giới. À, thiên giới cũng chia phe ra. Rồi thấy là hạnh phúc, nghe là hạnh phúc, suy tư là hạnh phúc. À, tranh cãi nhau suốt 12 năm. Và thế là một cái đêm khuya vắng, à, các vị chư thiên đó mới đem cái sự nghi ngờ của mình xuống chùa Kỳ Viên hỏi Đức Phật. Đức Phật nói không phải thấy là hạnh phúc, không phải nghe là hạnh phúc, không phải là suy nghĩ là hạnh phúc, mà hạnh phúc chỉ bao gồm có 38 điều. Thực hành theo những cái điều này thì chúng ta dù là một người cư sĩ cũng có thể đi từ phàm đến thành, tức là hạnh phúc, chúng ta an vui trong cái cõi người, trong cõi trời, và an vui trong cái sự an vui của các bậc thân nhân. Thì như vậy bây giờ Ase Vana Chapa Đà Nẵng, từ các không xu hướng theo kẻ dữ. Kẻ dữ ở đây ám chỉ cái gì? À, tức là điều thứ nhất nói về kẻ dữ là Anayang Nayati Dumme Thù, tức là kẻ ác, kẻ dữ nó thích rủi rê xúi dục kẻ khác làm những cái điều xấu xa tội lỗi. Tức là những cái người ác này á, thằng rủ người khác làm những cái điều sai lầm. À, đó là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai là áp thụ ra dần định dùn chặt tị, tức là cái ác thường làm những cái chuyện mà không phải cái phận sự của mình, tức là lo cái chuyện bao đồng của thiên hạ, lo cái chuyện tào lao, lo cái chuyện mà cái trọng tâm chính là của mình không lo làm, mà đi làm những cái chuyện mà không phải là phận sự của nó. À, thì kẻ ác nó là vậy đó. Đó là điều thứ hai ha. Cái điều thứ ba là Donato Sey Yasso Hồ Tì, kẻ ác thường nhận thức sai lầm và điều quấy là phải. À, thì cái người ác là cái người mà họ thường chấp thủ, họ cho rằng cái gì mình cũng là đúng hết á. À, còn những người khác phải cũng là sai. À, nhận thức một cái sai lầm tà kiến như vậy, họ là những người thân kiến. À, cho nên cái điều thứ ba này là nhận thức sai lầm cho quấy là phải. À, điều thứ tư của kẻ ác mà chúng ta nhận định đó là Samavutta Bikupati, kẻ ác mặc dù chúng ta nói những cái điều đúng, chân chất, sự thật, nhưng mà họ cũng quán giận chúng ta. À, tức là họ cũng ưa, họ ưa những cái điều ác, chứ những cái điều đúng, đúng theo chân lý, đúng theo sự thật, đúng theo lẽ phải thì họ nghe, họ càng thêm ghét nữa. À, đó là cái khuynh hướng của kẻ ác. Và điều cuối cùng
là điều thứ năm, vi na yang su na chanati, kẻ không chịu hành động theo luật lệ, tức là họ hành động theo cái cá tính, theo cái bẩm tính, theo cái thói quen của họ. Họ cho họ là ông trời, là thiên tử, là con của trời, họ muốn làm gì họ làm, tức là không tuân theo một cái luật lệ nào hết. Năm cái nguyên nhân này, năm cái điều kiện này để chúng ta thấy rằng kẻ là cái người bất thiện, cho nên chúng ta không xu hướng theo kẻ dữ, kẻ ác là như vậy. Cái từ ba la năng, asewana là không thân cận, không xu hướng, không xu hướng, không thân cận theo kẻ ác hay là kẻ dữ. Với năm nguyên nhân như vậy thì bây giờ quý vị nghĩ sao về cái điều thứ nhất? Chúng ta chỉ có thời gian một tiếng đồng hồ, nhưng mà bây giờ thì thượng tọa giảng sư đã xuất hiện rồi, chúng ta tranh thủ điều thứ nhất. Quý vị có ý kiến làm sao? Kẻ dữ ở đâu? Nó có ở gần bên chúng ta hay không? Quý vị nghĩ sao về cái điều thứ nhất? Tại sao không xu hướng, không thân cận theo kẻ? Quý vị thấy có những cái lợi ích thế nào mà Đức Phật nói rằng hạnh phúc đầu tiên là không thân cận, là không xu hướng theo kẻ dữ? Quý vị tới kia nha. Bây giờ chúng ta ôn lại. Ở đây trình bày như vậy, nhưng mà tại vì có những người ở trong room này không chịu nghe chúng tôi nói, mà cứ nghe mấy con gà ở gái không à. Cái điều đó không ai xa lạ, chỉ là chính là chiếc kim này nè. Chiếc kim này không chịu nghe nói mà nghe gà gáy, xong hôm nay gáy to, còn ngày mai nó gáy nhỏ. Chuyện con gà là con gà. Gà ghét nghe tiếng gái sao? Này, chúng tôi nói lớn là nó cũng là lớn. Bây giờ chiếc kim nghĩ sao trong cái điều đầu tiên? Đọc bài thì cũng không lên đọc bài. Bây giờ ý trò cũng không có ý kiến, ý trò mà chỉ nghe mấy con gà không chán thiệt. Mời chiếc kim có ý kiến về điều đầu tiên, không xu hướng theo kẻ dữ. Rồi hôm nay vô trong room thăm thiền ha. Mời cô cũng chịu lên nữa ha. Rồi quý vị có ý kiến sao ngồi xích kem? Hôm nay bất mãn gì rồi, không thấy hạnh phúc tí nào vậy. Rồi quý vị khác có ý kiến sao? Chúng ta ôn, tức là nói lên những cái điều tâm đắc trong ba cái vấn đề. Một, không xu hướng theo kẻ dữ. Hai, thân cận các bậc trí tuệ. Ba, cúng dường các bậc nền cúng dường. Thì trong ba điều hạnh phúc này, quý vị cảm thấy tâm đắc cái điều hạnh phúc nào? Chúng ta thời gian đâu còn bao nhiêu nữa đâu, 5 giờ 6 phút rồi ha, đâu còn bao nhiêu đâu, còn có 24 phút nữa mà thôi. Rồi ý kiến của quý vị, học về 38 điều hạnh phúc mà chẳng thấy hạnh phúc một tí nào hết trơn. Như lo nghe mấy con gà gái không, vậy thì sao mà hạnh phúc nữa? Quý vị nghĩ sao? Trong room này toàn là nhân tài nè ha. Ví dụ Sức Sức Kim, Sức Phạm Vượng, Sức Nguyên Trang ha. Rồi Sức Như Quang, Sức Thi Lâm, vân vân, toàn là cao thủ không à. Hạnh phúc quý vị bảo vệ không cầm mệnh được. Thế gian này ai là không bận công việc, không chuyện này chuyện kia, không chết rồi lái xe rồi cái tới luôn bất tài, đâu cầm mít được đâu. Tôi nói tới ngã tư là tới luôn bất tài là nguy hiểm lắm nghe. Chào cô tôi nữ tuệ duyên ha, vừa đến của pháp hội.
Rồi bây giờ ý kiến của quý vị sao trong ba điều hạnh phúc này? Cái điều tâm đắc của quý vị là điều hạnh phúc số mấy? 1, 2, 3. Ba thì chúng ta phải chọn một chứ. Chứ không lẽ trong ba này chúng tôi là khoái hết, ôm hết cả ba cái này đâu được. Cái nào nó nổi bật hơn? Thân trọng trong bậc trí tuệ nè ha. Rồi cúng dường trong bậc nên cúng dường ha. Thì trong ba vấn đề này quý vị tâm đắc cái hạnh phúc nào và cảm thấy cái điều nào đem lại hạnh phúc cho quý vị? Alo. Rồi xin mời bàn tay quý vị thảo luận đi cha. Học phá hỏi, học mà không hỏi thì sao đây? Sao mà tiến bộ? 12 năm trời người ta tranh luận thì bây giờ chúng ta chỉ gom lại. Đức Phật nói không có nhiều đâu, chỉ có 38 điều. 38 điều này mà tranh cãi với nhau suốt 12 năm vậy thì bây giờ chúng ta cố đồng trong ba cái hạnh phúc này, quý vị thấy cái hạnh phúc nào là cái điều tâm đắc mình thực hành theo có sự an vui? Alo. Rồi xin mời bàn tay của quý vị cứ mạnh dạn lên, coi như là chúng ta ở trong một ngôi chùa mà ở trên không thì chúng ta là những người ở trên đi hả? Cũng tương đương với các cái vị chư thiên đó, các vị chư thiên thắc mắc xuống hỏi Đức Phật thì bây giờ chúng ta không nghe Đức Phật nói hồi thời kỳ đó, nhưng mà bây giờ lưu lại thì chúng ta cũng tạm gọi như là những người ở trên đương thảo luận về những điều hạnh phúc. Alo, quý vị kia không sao? 10 phút trôi qua, chỉ còn 20 phút nữa, rồi mời Sức Mê Ta. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Gia, Nam Mô Tham Mai Gia, Nam Mô Sàng Khả Gia. Dạ, không biết trong đạo tràng có nghe được âm thanh của con không ạ? Dạ, cảm ơn sư. Dạ, con kính lễ Ngài Trí Đức, kính lễ sư Pháp Thành, con kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên, và dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, qua cái đoạn số 1 này. 1. Tư cách không xu hướng theo kẻ dữ. 2. Tư cách thân cận các bậc trí tuệ. 3. Tư cách cúng dường các bậc nên cúng dường. Dạ, trong cái ba cái điều của đoạn 1 này, theo con thì ý kiến cá nhân con là con tâm đắc nhất là đó là cái điều thứ ba, là tư cách cúng dường các bậc nên cúng dường. Mà qua cái điều thứ ba này thì con thấy là con đã suy tư hai cái điều trên, là con thấy là không thể nào mà mình xu hướng theo kẻ dữ được. Thì như hồi nãy sư nói là kẻ dữ là cái kẻ nó ở kế bình đó. Thì nó thường là nó xúi biểu mình làm theo những cái điều của nó. Mà nó dữ thì đó là những cái điều sai, cái điều ác rồi. Thì không thể nào mình là người Phật tử mà mình làm theo cái kẻ dữ mà làm điều sai điều ác được. Thì cái điều số 1 này thì theo con là con loại trừ ngay rồi. Con thấy những cái kẻ dữ này là con phải tránh xa rồi. Rồi cái điều thứ hai là thân cận các bậc trí tuệ. Thân cận các bậc trí tuệ thì con biết bậc trí tuệ là cái bậc mà nếu chúng ta thân cận những bậc trí tuệ thì rất là lợi lạc. Chúng ta sẽ học được những cái điều
mà Đức Phật đã để lại, và những người này sẽ hướng dẫn chúng ta tu tập, rồi hướng dẫn chúng ta làm được những cái điều lợi lạc, những cái điều thiện, những điều mà đem lại cái lợi ích cho cuộc sống chúng ta. Và cái điều con tâm đắc nhất là tư cách cúng dường, các bậc nên cúng dường. Bởi vì có thân cận những bậc có trí tuệ thì chúng ta đã thấy được cái lợi ích của thực hành những cái pháp mà của Đức Phật để lại, những điều Đức Phật đã giảng dạy trong suốt 45 năm đó. Thì qua các bậc trí tuệ này, chúng ta đã hiểu được, đã học được và đã thực hành được. Thì con thấy là cúng dường những bậc này rất là đem nhiều lợi lạc lại cho bản thân chúng ta. Rồi cúng dường các bậc đáng cúng dường này thì chúng ta có được cái phước. Như bản thân con thì cúng dường các bậc đáng cúng dường này thì được cái phước để mà làm hành trang mang theo khi rời khỏi cái cuộc đời này. Thì đó là chút ít cái là điều chia sẻ của con. Con cũng xin nhường mic cho người khác ạ. Dạ, con xin nhường mic cho đạo tràng. Dạ, sa thú Nitta. Dạ, Nam Mô Bích Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Ngài Tế Đức, Ngài Pháp Thanh cùng Chư Tôn Đức Tăng hiện diện. Kính lễ quý Phật Hương Lượng và kính chào tất cả quý thiện nam tín nữ hiện diện đạo tràng. Hồi nãy thì con nghe Ngài nói hôm nay ba câu. Asevana chapalanam banditanang chasevana bhuja chapu chamiyanam etamang gat mut tamang. Một, tư cách không xu hướng theo kẻ dữ. Hai, tư cách thân cận các bậc trí tuệ. Ba, tư cách cúng dường các bậc nên cúng dường. Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Thì Ngài cho một cái ví, cả ba điều thì phải chọn một điều. Thì theo con á, thì điều này chắc chắn là con phải chọn một điều, là đó là câu 2, tư thân cận các bậc trí tuệ. Là vì các bậc trí tuệ này, dù sao mình thân cận hàng ngày mình có rất nhiều cái lợi lạc cho mình. Và trong cái hội chúng, lúc nào các ngài là gọi là các bậc trí tuệ rồi, thì mình phải nương theo, mình phải nhờ theo cái phước của quý ngài. Riêng con thì từ lúc mà con xuất gia đến bây giờ, luôn luôn lúc nào tâm con cũng muốn ở gần đến các ngài để học và hiểu. Nói đến học thì không biết học bao giờ cho nó hết. Còn như câu 1 và câu 2 con loại, câu 1, câu 3 và câu 2, con sẽ chọn câu 2 là đưa cách thân cận các bậc trí tuệ.
Thì nói cái đó là những người xuất gia như con thì lúc nào cũng phải có một cái phước hơn quý Phật tử, đó là được thân cận suốt mấy năm vừa qua. Còn quý Phật tử thì có lẽ là cũng bận công ăn việc làm, bận gia đình, bận như Nhật Quỳnh ấy, thì bây giờ thấy đỡ hơn chút, là không có gần cháu ngoại cũng đỡ hơn chút. Còn như Tự Nhiên ấy, thì cũng có cháu nhưng mà cũng ráng bỏ cháu mà đi, tại vì khi mình ra đi ấy, mình đi không có mang theo người nào với mình hết á, theo người thân của mình là đã bỏ mình ra đi hết rồi, tới mình ra đi cũng một mình cũng không có mang theo gì hết, mình chỉ mang theo những cái gì mình học hiểu. Nếu mình nói theo vi diệu pháp thì các pháp thiện, đừng có hàng ngày mình làm việc thiện, mình cứ nhớ đến những cái việc thiện mình làm, bất ngờ quét chùa, mình quét rác, mình rửa chén, mình cung kính, mình phục vụ, mình nhớ những cái phước thiện của mình đã làm, thì hàng ngày nó quen, gọi là thường cận y duy, thì đến lúc lâm chung mình cũng đỡ hơn những người mà họ không biết làm thiện. Thì không biết là tới Sức Nhật Quỳnh ơi còn bao nhiêu phút nữa hả Sức Nhật Quỳnh? Hôm nay là chắc là ngày phát thanh giảng, cho nên là Tự Nhiên cũng có vài lời để tìm hiểu biết không? Dạ còn lúc nữa hả? Dạ. Còn nếu mà chắc chắn là mình khi mình có ở trên mic phải không ạ? Dạ vậy Tự Nhiên xin xuống nha, xin mời Xích Kim. Dạ cảm ơn cô Tự Nhiên. Dạ con xin kính chào sư Chí Đức, sư Pháp Thanh, các cô tu nữ và quý vị Phật tử. Dạ hôm qua con rất là mệt, bữa nay cũng mệt nữa, con không lên tại vì người ta trim hai cái cây palm tree cao lắm, cái máy nó leo nó cắt nó ồn, rồi nó xây nhuyễn cái cây ra luôn, rất ồn, con còn cầm máy cũng không có nghe được đâu. Thành ra bây giờ nó làm xong rồi con trở vô. Con có nhiều việc quá à. Con thiệt nhiều, con có nhiều chuyện quá. Hôm qua con buông cái máy xong rồi con đi ăn một chút, con lên con ngủ. Trời, con ngủ tới con nghỉ, con ngủ tiếp nữa. Trời, con thiếu ngủ dễ sợ. Tại bây giờ con phải có một lớp học nói sư Sai Sơ Đo Chi Chanh Đá ở bên Miến Điện á, qua dạy con học thêm tiếng Miến Điện rồi sư ôn lại di diệu pháp cho con nữa, thành ra con rất là bận. Nhưng mà thôi để con chia sẻ cái này một chút cho con hiểu biết. Dạ. Ai quá nà cha bà la nằng phàng đi tà nành ca sê quá nà phù già ca phù gia nì già nằng ê tặng măng ca la múc ta măng. Một, tư cách không xu hướng theo kẻ dữ. Hai, tư cách thân cận các bậc trí tuệ. Ba, tư cách cúng dường các bậc nên cúng dường. Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Tất cả ba điều này con đều rất thích hết, mà không những thích ba điều này mà con thích luôn cả 38 điều luôn. Tại cái này rồi Đức Phật dạy tuần tự pháp từ thấp lên cao á, rất là hay. Cái thứ nhất, tư cách không xu hướng theo kẻ dữ hay là kẻ ác, đó là ba lá. Thì cái kẻ dữ này không phải kẻ dữ ở ngoài, mà kẻ dữ trong cái tâm của ta nó còn quan trọng hơn kẻ dữ ở ngoài. Tại kẻ dữ ở ngoài á, như là người đanh đá, gian ác, gian xảo, mình không có gần họ là tốt rồi. Nhưng còn kẻ dữ trong chính cái tâm của chúng ta mới là quan trọng. Cái đó việc có được trong đó, tức là cái tâm của mình trong sạch rồi, là cái điều khó khăn hơn. Kẻ dữ trong người chúng ta là cái gì? Cái tham sân si ganh tị của chúng ta, chứ có cái gì nữa. Chẳng hạn mình thấy người ta hơn mình, người ta thấy đẹp hơn mình,
có phước nhiều mình không hiểu cái nhân duyên, cái quá khứ trong nhiều tiền kiếp của họ, họ làm phước nhiều lắm, họ mới có phước, họ mới được giống như vậy, mà mình không quan hỷ những cái điều họ có mà mình ghét, rồi cái tâm mình đó thì cái tâm mình đó là dẫn mình đi địa ngục á, với lại vô bốn đường ác đạo rất là dễ dàng. Cái chị cái người ác ngay chính cái tâm của chúng ta mới là quan trọng hơn cái người ác ở ngoài. Tại vì người ác ở ngoài mình thấy họ xấu xa, họ nhiều chuyện, họ đâm thọ, họ hay nói xấu vậy, mình bỏ mình đi thôi, mình không chơi với họ, mình không cần họ, thấy họ cần kia là mình biến đi chỗ khác rồi, kể họ họ làm cái gì thì họ nói gì thân khẩu ý của họ thì họ cái nghiệp đó, mình có nói họ cũng không sửa đổi việc gì đâu, mình tránh họ rất là dễ dàng. Dạ, yeah. Nhất là ở bên Mỹ dễ lắm, không có cần điện thoại kêu, lắp cái số điện thoại là khỏi cái nghe luôn. Dạ, yeah. Còn cái người ác mà ngay chính cái tâm của mình rất là quan trọng, cái điều đó phải diệt nó mới là tốt nhất. Còn thứ hai đó, tư cách thân cận các bậc trí thức đó. Thì cái này rất là tốt. Quý vị nghe rõ không? Cho biết nữa. Dạ. Dạ. Cái thân cận của bậc trí tuệ đó. Dạ, cảm ơn Quỳnh. Rất là quan trọng. Tại vì mình phải thân cận những người mà hiểu biết nhiều. Dạ, đối với Đức Phật á, cái thân cận của bậc trí tuệ này rất là quan trọng. Nó có hai loại. Một loại ở ngoài đời là đời thường, một loại theo bên Phật giáo. Cái người thường đó là những người hiểu biết về ở bên ngoài nhiều, giống như là mấy bác sĩ, kỹ sư, mấy người giỏi về điện toán hay gì á, mấy nhà khoa học gia thì người ta biết về những bệnh về của mình, chẳng hạn bác sĩ mình bệnh cái gì, người ta chuyên về cái đó, như bệnh tim, bệnh phổi, bệnh tiểu đường, bệnh gì, họ biết cái cách nào để trị cho mình, hay là cầm giữ, chẳng hạn mình già mình bị cataract, glaucoma hay gì thì mình đợi chỗ bác sĩ người ta chuyên, người ta sẽ mổ ra, người ta cho thấy mình rõ hơn, không bằng lúc mà còn trẻ nhưng mà còn không thấy được. Và chẳng hạn như vậy thì cái đó là bậc trí thức theo ở đời. Nhưng bậc trí thức theo ở đời nó chỉ giúp đỡ cho chúng ta ở cái cõi đời này theo. Nhưng mà nhiều khi họ cái tâm họ giúp mình nhưng mà với một cái điều kiện khác trong bụng họ thì mình cũng không biết. Nhưng mà cũng đừng có để cái đó, hình thiện mình làm trả tiền thôi. Dạ, để đi nhiều cái việc, cái tâm của người ta mệt lắm. Còn cái bậc trí thức theo bên đạo Phật của Đức Phật là cái người này rất là tốt. Tại vì người ta biết là nhân quả, người ta biết điều thiện, điều ác, người ta biết dạy cho mình cách nào để làm thập thiện, như là ba về thân, bốn về lời, ba về ý, đó là thập thiện. Họ chỉ với mình cách biết cái đó để cho mình hiểu được thế nào là vô thường, thế nào là đau khổ, thế nào là vô ngã. Mình biết về nghiệp đang xảy ra xấu như thế nào để mình đừng có oán trách, đừng có than thở, và để tạo cái nghiệp ngay hiện tại này để cho làm cái nhân để làm cho cái quả trong tương lai nó tốt. Thì vấn đề thân cận bậc trí thức về hai mặt, về ngoài đời hay cũng như về cái bên Phật giáo đều rất tốt hết. Tại ngoài đời người ta biết những gì, người ta chỉ mình để cho mình cầu tiến cuộc đời sống của hàng ngày của mình tốt hơn. Như là mình gần một người trí thức, người ta thấy mình không có làm việc gì hết, không biết gì, người ta sẽ giúp mình. Tại sao người ta ăn mình có sức khỏe thì nên làm cái nghề ngày này tốt hơn. Nếu họ thấy mình thích học, họ chỉ dẫn cho mình, giúp đỡ cho mình để học một cái gì đó theo ý của mình, dạ, thì mình sẽ làm thế tốt hơn. Còn họ đi lang thang, mình gặp người xấu dẫn mình đi ăn cướp, bán xì ke, ma tí thì chết rồi, đâu có làm được cái gì tốt đâu, chỉ hại cho cái thân mình và hại cho cái tương lai, nhiều đời trong tương lai nữa, đâu có tốt. Thì thân cận của bậc trí thức, cả hai điều ngoài đời và theo Phật giáo đều tốt hết. Còn cúng dường, đảnh lễ những người cúng dường thì cái đó mình không biết cái người mà mình đảnh lễ, người đáng cúng dường mình sao mình biết được. Nhất là ngoài đời này mình không biết cái người đó tốt hay xấu. Nhưng mà nếu mình có tâm mình cúng dường, tức là mình có cái tâm xả, cái tâm mình bố thí, những cái của này mình để ra, mình đâu có đem theo được. Mình Đức Phật dạy cho mình, không phải mình có bao nhiêu mình cho người ta hết. Đức Phật dạy mình rất là đúng, chia cái của cải tài sản của mình ra làm bốn phần. Một phần á, để mình để dành đó trong tương lai xài, một phần mình làm công việc buôn bán hàng ngày để mình sinh sống, một phần
để lo cho một phần để mình cúng dường, chứ Đức Phật không có dạy mình cúng hết, tại vì cúng hết là mình không có trí tuệ, rồi mai mốt là ai giúp đỡ cho mình. Thành ra cái vấn đề cúng dường á, thì trong một vị sư dạy tôi đó, nếu mình cúng dường á, thì mình để vào cái ba la mật của mình, khi làm một điều gì tốt, dẫn người ta đi qua đường, cho con chó nó ăn, cho con chim nó ăn, thì mình cũng là mình định nguyện là cho ba la mật cho mình, cho ba la mật hồi hướng bố thí chẳng hạn, ba la mật về công giúp đỡ người này người kia, chẳng hạn nghe pháp và thuyết pháp, mình cũng mình nguyện cái đó cho ba la mật của mình điều tốt hết. Khi mà mình nói nguyện ba la mật thì rất là tốt. Có người thì nguyện cho tôi được giàu sang đẹp đẽ trong tương lai, thì nó chỉ được cái đó thôi. Còn nếu mình khôn ngoan, mình nguyện cho ba la mật thì tốt hơn. Tại vì ba la mật nó bền vững hơn. Khi mà nguyện giống vậy rồi, cho dù cái người mà mình cúng dường họ xấu xa hay gì thì mình cũng đừng quan tâm. Thì tại mình nguyện mình giúp cho người ta, thì cái ý mình giúp thấy người ta khổ, giống như mình giúp cho người ta một bữa ăn giống vậy, mà giúp cho một số tiền người ta cần để ăn cái gì làm gì, thì người ta làm cái gì đó việc của người ta. Nhưng mà khi người ta tin mà mình thấy lúc họ cần thì mình cho vậy thôi, thì mình quên đi, đừng có để ý tới sau này người ta làm cái gì người ta làm, mình không cần biết, thì mình sẽ không quan trái, mình không có sân hận với đó. Thì mình nguyện cái đó ba la mật thì một điều đó rất là tốt, không cần biết nó đem nó uống rượu hay làm gì. Nhưng mà cái số tiền nó không có lớn, mình đâu có đem hết gia tài đâu, thì mình đừng có quan tâm cái đó nữa. Có nhiều người nói thấy tôi cho tiền cái ông ăn mày kia mấy đồng bạc, 5-6 đồng 10 đồng, thì nói trời ơi, nó lấy tiền nó uống rượu, nó lấy tôi uống rượu, mình đâu có biết. Bây giờ thấy nó vô giái vô bẩn, nó nói xin tiền để nó ăn tô phở, thì mình thấy ăn tô phở thì mình cho nó mấy đồng vậy nó ăn được rồi, chứ đâu có phải cho nó 100 ngàn hay cái gì đâu, mình sợ kệ nó đi. Thì mình cho cái tâm mình giống vậy, thì cúng dường đánh để cúng dường, mình đâu có biết người nào đâu. Nếu mình gặp cái người mà tốt như bậc là thánh tăng hay thánh nhân hay cái gì đó, thì mình alo 123 123 ba điều hạnh phúc, cái điều ba điều hạnh phúc này thấy thành ra đau khổ rồi. Nghĩa là mình phải biết khi gì nó thích nghi. Giờ này là giờ nên nghe pháp bảo 5:30 rồi, nói quá trời quá đất vậy hả? Khi mời thì không chịu lên, mà gần hết giờ thì lên nói quá sáng quá vậy ha. Rồi xin mời Sức Nguyên Trang Quang Hỷ Thỉnh Pháp Sư. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục những điều hạnh phúc này trong thời gian thích hợp. Sức Nguyên Trang có chút máy mà. Rồi xin mời. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Dạ con Nguyên Trang, dạ trước hết con kính tảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con kính tảnh lễ Ngài Trí Đức, con kính tảnh lễ Ngài Pháp Thanh, con kính tảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng Ni, và kính chào Đạo Tràng, và con kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Dạ con kính cảm ơn Đạo Tràng đã cho con biết được tín hiệu. Dạ con cảm ơn cô Nhật Quỳnh, dạ cô tu nữ Tuệ Duyên, cô Như Quen của Mít Ta. Dạ sau đây con kính mời Đạo Tràng cùng con lắng tâm thanh tịnh để thỉnh Pháp Sư ạ. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thamma de sanna ya chana gatha. Brahma chalo kathipati sahambati katanchali antivarang ayang chatha. Santi thasattabara chakha chatika deise tu thammang anukambimang bachang. Sattamma ferin vinayan chakayan suttan chabantham apitham machammang. Akotayanto chatusak
cha đan đăng bập bồ tha này ye barisa yamat che. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản, Phật nhận lời nhưng chẳng dĩ hơi, quyết lòng mở đạo dạy đời, nhắm vườn lộc giả ngày giờ chân sang, thuyết pháp độ các hàng đệ tử. Có năm thầy thịnh dự pháp từ, đó là nhóm Kiều Trần Như, được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp, 45 hạ giáp vẹn toàn, một lòng chẳng thối không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập, đám mưa lành dưới khắp thế gian, bởi nhân cớ tích rõ ràng, thịnh ngài thuyết pháp nôi đàn từ bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni, tối mê cầu được trí tri vẹn toàn. Và sau đây con xin thay mặt đạo tràng kính cung thỉnh sư Pháp Thanh từ bi hoan hỷ đăng đàn để cho chúng con bài học ngày hôm nay. Định uẩn Samba Thích Thanh Thá. Dạ, một lần nữa con kính cung thỉnh bàn tay của sư Pháp Thanh ạ. Dạ, con kính dâng mít lại cho ngài. Dạ, con xin xuống mít ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Dạ, kính đảnh lễ chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng. Dạ, kính lễ ngài trí đức, kính chào quý tôn nữ và tất cả quý Phật tử. Thì hôm nay tiếp tục thì chúng ta sẽ học cái về cái định quẩn. Trước khi vào thời chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh cho tôn đức cũng như mời tất cả quý tu nữ cùng quý Phật tử lắng tâm thanh tịnh, đàm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo buddhaya, Namo dhammaya, Namo sanghaya. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức Phật bảo. Phật bảo là Phật bảo. Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não, ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy của cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo. Pháp bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức tăng bảo, gồm hai bậc thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mô phạm quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão pháp thể ca ngang, kính chúc quý tu nữ cũng như toàn thể quý Phật tử luôn luôn khỏe mạnh, an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến con đường giải thoát của ngài vị lai. Nam mô Bụt Thầy Giá. Thì hôm rồi chúng ta học về cái giới quẩn. Thì ở đây sư nhắc sơ lại để những vị quý vị có thể ôn lại để nắm cho vững trước khi qua cái phần định quẩn. Thì quẩn ở đây đó, nó là một cái nhóm. Trong cái nhóm thí dụ như giới quẩn là cái nhóm nó thuộc về giới. Ví dụ như chúng ta giữ giới là chỉ là một phần trong cái nhóm để tạo thành cái giới quẩn. Thì trong đó nó có nhiều cái pháp như là pháp cung kính, là pháp phục vụ và rồi thu thúc trong giới bổn, thực hành thiện hạnh. Thì cung kính là chúng ta khiêm tốn đối với các cái bậc trưởng thượng, những người có trí tuệ, những người có giới hạnh, diệt trừ cái lòng ngã mạn. Rồi phục vụ thì chúng ta thực hành những cái điều lợi ích, giúp đỡ những người khác, hay là cái
cái phục vụ cao quý như là phục vụ cho tam bảo, thì để làm để lợi ích, gìn giữ giáo pháp, rồi thu thúc trong giới bổn, thì là tùy theo chúng ta đang ở vào cái cương vị nào. Thí dụ như là người cư sĩ tại gia thì chúng ta gìn giữ ngũ giới, bát quan trai giới. Còn nếu là bậc xuất gia, nếu là tu nữ thì giữ 10 giới, sa di giữ 10 giới. Còn nếu là tỳ khưu thì giữ 227 giới. Rồi thực hành các cái thiện hạnh là thực hành những cái công năng gìn giữ những cái giới để chúng ta không có phạm vào những cái bất thiện. Thì cái giới quẩn nó gồm cả là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Thì sơ lược để nhắc lại quý vị về cái giới quẩn. Hôm nay chúng ta qua cái phần về định quẩn. Thì định đây là nó cũng cái nhóm thuộc về định, làm cho cái tâm nó có cái khả năng an trụ trên đối tượng. Thì định quẩn là một cái pháp môn để chúng ta tu tập trao dồi, giúp cho vị hành giả rèn luyện nội tâm để đạt đến cái khả năng tâm nó an trú vững vàng trên đề mục. Thì nói về cái định quẩn thì nó cũng có những cái chi pháp như là dục như ý túc, nghĩa là tâm vị hành giả sống phải có lý tưởng, có một cái hoài bão, có sự tầm cầu cao thượng, hay là gọi là pháp dục. Thì ở đây đó, cái dục thì cũng phải là như những cái dục lạc ở thế gian, tham muốn thụ hưởng vật chất thế gian thì chúng ta phải từ bỏ. Nhưng mà cái ham muốn trong cái sự thực hành giáo pháp, cái con đường hướng thượng, thì chúng ta cần phải nỗ lực duy trì để chúng ta có một cái chí hướng, hướng về cái con đường giải thoát cao thượng. Cho nên cái ái dục, tham dục thì phải từ bỏ, nhưng mà pháp dục thì chúng ta phải đeo đuổi để thực hành. Rồi cần như ý túc, thì ở đây là cần nó là cái sự nỗ lực, tinh tấn, siêng năng không ngừng trong các cái thiện sự. Hằng ngày chúng ta phải có sự nỗ lực để tu tập, rồi thanh lọc nội tâm, rồi chúng ta học pháp, hành pháp, tức là đòi hỏi cái sự thực hành này đều mỗi ngày, chúng ta giữ cái sự nỗ lực, cái tinh tấn mà đều như vậy, chứ không phải là có lúc đó thì chúng ta nỗ lực quá mức, nhưng mà rồi có lúc đó thì chúng ta buông lơi, không có nỗ lực, thì như vậy đó thì nó không có đúng theo cái ý nghĩa. Cái sự tinh tấn ở đây đó là chúng ta chạy giống như cái người chạy đường dài, chạy đều mà không có quá mau, nhưng mà cũng không có lơ lỏng chảnh mãn, cứ tiến bước đều vậy. Thì chính nhờ cái cần như ý túc này đó, nó sẽ thúc đẩy cho các cái chi pháp khác. Rồi tu tập tâm như ý túc, thì tâm như ý túc ở đây đó tức là chúng ta làm cho cái định nó được đầy đủ trong bất cứ khi thiền hành hay thiền tọa hay là trong sinh hoạt, chúng ta cần phải
có sự nỗ lực để gìn giữ cái tâm của mình, không để cho nó chạy theo trần cảnh bên ngoài. Cho nên á, cái tâm nó an tịnh ở trên cái đề mục, thì tâm tịnh hay là hay là tâm tu tập như ý túc, thì nó gồm có nó gồm có là định theo cái trong cái thiền đó, thì nó có hai, tức là một cái gọi là cận định, thì đó là của trong thiền an tịnh, và cái sát na định là ở trong thiền minh sát vipassana. Cho nên các cái loại định á, thì hành giả cần phải tìm hiểu mình đang thành cái phương pháp nào. Nếu mà chúng ta thực hành theo cái thiền an tịnh hay thiền chỉ, thì chúng ta cần phải đạt đến cái trạng thái cận định để vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Còn nếu mà chúng ta đang thực hành thiền vipassana, thiền minh sát, thiền tuệ, thì chúng ta cần phải có cái sự hiểu biết, gìn giữ cái tâm định của mình trên sát na định. Đây là đối tượng tức thời ngay lúc đó. Ví dụ khi một đối tượng, nếu quý vị đang quán về cái hơi thở vô, hơi thở ra, thì ngay lập tức cái sát na, cái hơi thở vừa sanh khởi, là chúng ta ghi nhận rõ ràng và hiểu biết rằng danh cũng như sắc, sắc nó đang diễn ra, danh là tâm, cái tâm ghi nhận rõ ràng cái ngay tức thời cái hơi thở nó vừa sanh khởi, rồi cái hơi thở vô chấm dứt, cái tâm cũng kịp thời ghi nhận ngay tại thời điểm cái hơi thở chấm dứt. Thì như vậy đó là cái tâm ghi nhận rõ ràng cái tịnh trên từng sát na sanh, sát na diệt một cách rõ ràng. Thì khi mà cái tâm mà nó định tĩnh như vậy gọi là tâm định. Rồi có một cái danh từ nữa là tâm tăng thượng. Khi mà quý vị gìn giữ cái tâm của mình đến một cái mức độ tâm nó an trú luôn luôn, thì coi như tâm bất phóng dật. Dù là bất cứ trong cái trạng thái nào, trong khi đi, một vị hành giả trong khi đi thì hoàn toàn tâm chú tâm vào cái chuyển động của từng bước chân, sự rung lắc, di chuyển như thế nào chúng ta ghi nhận như thế đó. Rồi trong khi thiền tọa thì từng phút từng giây ghi nhận rõ ràng. Rồi trong sinh hoạt, làm các công việc chúng ta cũng gìn giữ, mà luôn luôn như vậy á, thì cái tâm định trên từng sát na, nhưng mà cái sự định miên mật, thì như vậy làm cho cái phiền não nó không có điều kiện để sanh khởi, lúc đó cái tâm nó rất là vững vàng, thì gọi là tâm tăng thượng, tâm hoàn toàn an trú lên đề mục, hoàn toàn không có điều kiện để cho phiền não sanh khởi. Rồi nhờ có cái tu tập như vậy đó, thì thời gian hành giả sẽ phát triển được các cái kinh nghiệm trong cái tuệ quán của mình, đem đến những cái tuệ giác. Còn nếu mà những hành giả tu tập về thiền định thì chúng ta cần phải giữ tâm nó an trú trên cái cận định để từng bước mạnh mẽ tiến vào các cái định
trong sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, sắc giới. Thì đó là cái gọi là cái nhóm định. Thì nói về cái bát chánh đạo, thì bát chánh đạo là trong cái nhóm định nó gồm có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. À, thì ở đây quý vị thấy rằng đó, nếu mà không có cái nền tảng là cái chánh tinh tấn, à, thì cái niệm nó không có vững vàng. À, nhờ cái chánh tinh tấn nó tạo điều kiện hỗ trợ mà cái niệm nó ghi nhận một cách chặt chẽ, miên mật, à, tạo điều kiện cho cái niệm thấy rõ được đối tượng một cách sáng suốt. À, từ đó mà cái định nó mới sanh khởi được. À, chứ còn nếu mà không có sự nỗ lực, à, tinh tấn nó lùi sụp, thì cái niệm á nó cũng lơi lỏng. À, lúc á nó ghi nhận một cách rõ ràng, nhưng mà có lúc á thì nó cũng ghi nhận đối tượng một cách hời hợt. À, thì không thể nào mà cái định nó sanh khởi được, tại vì cái tâm á, khi cái niệm nó bị chao động, nó luôn luôn là chao động, thì định không thể nào sanh khởi. Cho nên á, định nó là một cái chi phần, à, trong đó nó phải nhờ hai cái chi khác là tinh tấn và niệm hỗ trợ thì định mới sanh khởi. À, và khi ba cái chi phần này hợp lại thì gọi là định quẩn. À, thành ra chúng ta thi thực hành thì chúng ta phải biết, à, cần phải phát triển cái nào trước, cái nào sau. À, khi mà quý vị đi kinh hành cũng như khi mà tọa thiền thì sao, đòi hỏi phải có cái sự nỗ lực, rồi cái sự tinh tấn thì nó phải hỗ trợ cho niệm được mạnh. À, nhưng mà nếu mà cái tinh tấn mà mạnh quá đó, thì nó cũng làm cái tâm nó bị phóng. À, cho nên đó là chúng ta phải biết cân bằng như thế nào giữa cái niệm và cái tinh tấn nó quân bình vừa đủ, để tạo được điều kiện để định sanh khởi. Cho nên khi mà chúng ta học, chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng, rồi khi chúng ta hành thì cũng biết là cần phải những chi pháp nào để hỗ trợ, để chúng ta đạt được những cái kinh nghiệm tốt đẹp. À, như là các cái chi của giới quẩn, nó tạo cái điều kiện căn bản, nền tảng để cho có sự nỗ lực tinh tấn, rồi có cái sự ghi nhận một cách rõ ràng. Thì như vậy thì định mới có thể có điều kiện để sanh khởi. Thành ra trong đời sống thì chúng ta phải gìn giữ cái chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tạo điều kiện, nền tảng. Và khi chúng ta thực hành thì phải có chánh tinh tấn, chánh niệm một cách mạnh mẽ, thì lúc đó cái chánh định nó mới có sanh khởi đó. Do đó đó, chúng ta biết thì sự tu tập của chúng ta nó phát triển một cách tốt đẹp. Còn nếu mà chúng ta không nghiên cứu, không tìm tòi, không học hỏi thì cái sự tu tập của chúng ta nó chậm, hoặc là cái không có sự tiến bộ, rồi chúng ta đâm ra hoài nghi, rồi chúng ta lùi sụp, dễ vui, chảnh mãn, bỏ rơi cái công việc trong cái sự tu tập của mình.
thì đó là cái sự tai hại. Khi mà chúng ta không thực hành đầy đủ, rồi chúng ta cái hoài nghi, những cái phiền não triền cái nó ngăn che, làm cho chúng ta không còn nỗ lực trên cái pháp hành của mình. Cho nên trước khi mà chúng ta bước vào thực hành thì cũng cần phải tìm hiểu các cái chi phần để chúng ta thực hành cho nó được tốt đẹp. Thì như cái tâm tăng thượng, tùy theo mỗi cái hoàn cảnh, tại sao mà không gọi là định tăng thượng mà gọi là tâm tăng thượng? Tại vì cái định đây đó là cái trạng thái an trụ của tâm, tức là cái tâm lúc đó nó gom tâm thu thúc trên cái đối tượng, không có phiền não sanh khởi, và cái tâm nó an trụ một cách vững vàng, diễn tiến theo một cái đường lối duy nhất, cho nên gọi là tâm tăng thượng. Nhưng mà ở trong bát chánh đạo thì gọi là chánh định, tại vì lúc đó là cái định hoàn toàn theo một cái lối chân chánh, làm cho phiền não không có mặt. Và khi mà cái chánh định có mặt, tức là có sự tuệ giác, có hiểu biết, có sự thẩm sát, ghi nhận đối tượng một cách rõ ràng, thấy theo cái thực tướng của đối tượng, chứ không phải thấy theo trên cái chế định của thế gian. Cho nên chúng ta cần phải hiểu biết rõ ràng các cái chi pháp để rồi chúng ta thực hành để đem đến những cái kết quả tốt đẹp. Thì như vậy đó, cái sự học hỏi, cái sự thực hành của chúng ta nó mới dẫn đến những cái kết quả là lợi ích. Còn nếu mà chúng ta không có tìm hiểu kỹ, rồi chúng ta muốn đạt được cái tâm định nhưng mà thiếu các cái chi phần khác hỗ trợ, thì như vậy đó, cái định tâm của mình nó không có xảy ra một cái diễn tiến tốt đẹp. Thì những vị hành giả hay là những cái người nghiên cứu học hỏi, chúng ta biết để áp dụng vào trong cái đời sống, trong sự tu tập của mình. Trong sự tu tập á, vì quý vị muốn có được cái định tâm mạnh mẽ, thì ngay trong cái sinh hoạt, ngay trong các cái hoài nghi cũng như các cái tiểu hoài nghi, thì quý vị phải có cái sự chú tâm mạnh mẽ, rõ ràng. Thì như vậy đó, khi mà quý vị tọa thiền thì mới có cái tâm định. Còn nếu mà chỉ khi nào mà chúng ta có ngồi thiền đó, thì mình mới có cái niệm, rồi có cái sự ghi nhận rõ ràng, mà trong đời sống sinh hoạt chúng ta ít có chú tâm, ít có ghi nhận, cái tâm định đó, nó ít hiện khởi. Thì như vậy cái kết quả của cái thời thiền đó, nó cũng không có cao. Còn từ lúc mà chúng ta thức dậy, rồi chúng ta ghi nhận rõ ràng, cho đến khi chúng ta tọa thiền, giữ cái niệm miên mật rõ ràng, không có để cho tâm phóng dật, phiền não nó sanh khởi, chạy theo trần cảnh bên ngoài, hoặc là suy tư, nhớ tưởng về quá khứ, suy tính những công việc sắp tới trong tương lai, tâm lúc đó nó không có an trú ngay trong sát na hiện tại, thì khi mà quý vị ngồi thiền thì cái tâm nó cũng bị xao động phóng dật,
chứ nó không có an trú trên một cái đề mục vững vàng. Thì qua cái đề tài hôm nay là giải thích về cái nhóm định, thì ở đây quý vị nhớ là nó có ba cái là chánh tinh tấn hay là tứ chánh tâm, rồi chánh niệm là sở hữu niệm, rồi chính nhờ cái tứ chánh cần hay là sở hữu cần, rồi sở hữu niệm nó tạo thành ra cái định hay là chánh định hay là cái định tâm, đạt đến cái tâm tăng thượng, thì lúc đó là cái thành quả đạt đến cái định. Và chính nhờ cái định mạnh mẽ vững vàng này thì nó sẽ tạo cái đà để cho tuệ giác, kinh nghiệm của thiền quán nó sanh khởi. Thì cũng xin chia sẻ với quý vị một chút ít hiểu biết về cái định quẩn. Và sau đây thì cũng xin kính công thỉnh chư công đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái bài học hôm nay, để trong đời sống cũng như trong cái sự thực hành chúng ta có được nhiều cái lợi ích, nhiều cái tiến bộ, từ đó mà cái niềm tin nơi Tam Bảo, tin vào giáo pháp sẽ càng được củng cố vững vàng. Mà chính là khi cái niềm tin vững vàng là cũng một điều kiện, một chi phần để đem đến đạt đến thánh đạo thánh quả. Kính cầu mong chư tôn đức pháp thể ca ngang, kính chúc quý tu nữ cũng như tất cả quý Phật tử có nhiều sức khỏe, an vui và tạo thêm được nhiều thiện sự ngay trong đời sống, có thêm những hiểu biết, những kinh nghiệm tốt đẹp, hướng đến con đường giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Thầy Giá. Dạ, bây giờ thì xin mời đạo tràng. Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng thọ pháp thanh đã từ bi giảng dạy cái đề tài hôm nay là định quẩn. Nam mô Bích Tha Giá. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Bên con bây giờ trời đang dông mưa ầm ầm nên không biết nó té lúc nào. Con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh sư dùng nước ở thiền viện chân lý và nhục bình kính mời đạo tràng và mời quý vị có thể cho những câu hỏi và có những ý kiến trong bài học của thượng tọa. Nam mô Bích Tha Giá. Và nhục bình thấy Liên Hoa, Châu Nguyễn, Như Quỳnh, những vị mới vào sau, không biết có nghe được gì không. Liên Hoa thì mới vào, Châu Nguyễn nghe nãy giờ rồi, có ý kiến gì không. Và còn Như Quỳnh thấy Xích Kim thì đưa mấy cái hình này, Như Quỳnh không biết cái biểu tượng ra sao. Nếu Xích Kim có ý kiến gì trong bài giảng của thượng tọa Pháp Thanh thì kính mời sư dùng nước xong rồi sư
sẽ thảo luận với quý vị ạ. À. Nam mô Bụt Thầy dạ. Dạ, Xích Kim đưa mấy hình này lên. Nhật Quỳnh không hiểu ý nghĩa à. Dạ, mình kính mời bàn tay Xích Kim ạ. À. Lúc nãy Xích Kim đang nói thì mà đến giờ của Thượng Tọa Pháp Thật nên Ngài Chí Đức đã cho ăn chè. Rồi mời Xích Kim. Nam mô Bích Tha giá. Dạ, Xích Kim có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh không? Dạ, có nghe được âm thanh Nhật. Khi ngoài trời gầm quá nên là cầm mic con cũng rất lên rất xuống. Dạ, Nhật Quỳnh thấy Xích Kim chạy ra rồi chạy vào. Dạ, có ý kiến không? Có đưa có cầm mic không? Dạ, kính mời Xích Kim. Dạ, con xin kính chào Sư Chí Đức, Sư Pháp Thanh, các cô tu nữ nhất và các quý vị Phật tử. Dạ, sorry, tại lúc mình đánh qua, lúc mà load in vô lại, tại cái máy nó làm low battery á, nó vô đụng cái nút này kia, cái qua chỗ mà mua ticket á, rồi bấm cái tay này, bấm nó dính vô cái đó chứ. Không phải muốn gửi cái gì trơn á, không xích Nhật Quỳnh nói mới vô lại coi lại thì nó bị dính trong đó, không làm được, phải đi ra rồi đi vô lại. Dạ, xin lỗi, xin sám hối, không muốn gửi gì trơn, đâu có biết đâu, đánh tới đánh lui nó bị vậy thôi. Dạ, dạ không có gửi mấy cái hình đó, đừng để ý tới nó, tại nó đụng ở chỗ vô mua ticket nó vậy đó. Dạ, chứ không phải gửi, không có ý gì gửi trơn. Dạ, sám hối. Và nghe bài giảng của Sư Pháp Thanh, con cũng bắt chắc cho lui đó. Lúc mà con ngồi, con nói cái là phần trước đó, tại con không có đồng hồ ở trước mặt, con không biết nó quá giờ lúc nói không đi. Rồi cái máy nó sắc ốp rồi, nó không thấy, nó đen thùi, cũng không biết mấy giờ nữa. Dạ, cái câu này, bài này Sư giảng về tuần trước, Sư giảng về giới, tuần này Sư giảng về định, nhưng mà Sư chỉ nói đại khái để cho biết là khi mà định như thế nào để làm, nhưng vấn đề thực hành rất là khó đó Sư. Nếu mà về giới, giữ năm giới, giới cũng có hai ba loại: giới nguyện, giới nguyện rồi giới cái thứ ba là giới sắc trừ cho các vị A La Hán. Cái thứ hai là giới gì ta? Giới phải cho mấy người mà tu sĩ, tự nhiên quên tiếng Việt Nam tên là gì, quên, sorry. Đối với giới nguyện thì có 5 giới, 8 giới, 10 giới thì có thể làm được. Giới tự sao tự nhiên quên cái giới thứ hai là giới gì ta? Thiệt điên, thiệt già rồi, không có nhớ nữa. Vấn đề mà con muốn hỏi tới giới sư đó là làm sao mà cái cách làm sao để mà giữ giới liên tục được, hành cái tâm của mình. Sư nói giống gì nè, về dục, con thấy sư nói tứ chánh cần giống như dục cần tâm thẩm,
Tức là bốn cái đó giống như tứ như ý túc, tứ như thần túc trong trong thanh tịnh đạo ha, bát chánh đạo, thì con thấy cái đó sư phải giảng sâu hơn nữa, bành hơn nữa, chứ sư nói đại khái đó thì tụi con không có thâm hiểu vô trong đó vậy đâu. Trà giới phòng hộ, dạ đúng rồi, giới phòng hộ, dạ giới phòng hộ thì cho mấy vị sư đó. Thì con thấy sư giảng cái bài này cũng tự tựa như, như con đã từng học qua thanh tịnh đạo Visuddhi Mắt Giá đó. Thì nhưng mà trong tịnh đạo thì con học thì giảng sâu hơn. Thì mấy cái giới đó mà thi ngoài tới định nó thì rất là khó. Tại định thì qua tới thiền, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới nó rất là khó. Mấy 40 đề, 36 đề mục, 25 đề mục, nói tóm nó 40 đề mục nhưng mà thật ra chỉ 25 đề mục chính để cho thiền thiền sắc giới và 4 đề mục cho thiền vô sắc giới. Mấy cái đó rất là khó. Vô trong đó còn giới thì rất là khó. Cái nào cũng khó hết, mấy cái đó đều vô trong thanh tịnh đạo của ngài Buddha các xá đó thì rất là khó. Còn học cái đó học đã khó rồi mà hành cũng rất khó hơn. Mà khi sư nói tóm tắt như vậy, con nghĩ rằng sư nói sâu hơn một chút để cho người ta biết vậy thôi. Con chỉ có ý kiến vậy thôi. Nhớ lại con xin sorry nha, con không muốn gửi hình vậy nó. Còn con Nhật Quỳnh nói con mới biết, con mới dòm lên con mới biết. Tại vì cái battery của con á, cái iPhone con xếp vào cái mode mà low battery á, thành ra nó rất tiết kiệm, khi không có lại nó sắc, nó tối thùi hết, nó không có hình gì hết. Dạ con xin trả máy lại, xin nhường máy lại cho những người khác có ý kiến. Dạ con xin cảm ơn ạ. Mô Bụt Tha Giá và Sa Thú kính cảm ơn cô Kim có ý trong ý kiến trong bài giảng của Thượng Tọa Pháp Thanh. Nhà con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh trở lại đạo tràng để có thể giảng dạy thêm theo như lời yêu cầu của Sư Kim. Dạ sư còn trước máy không bạch sư? Sư trở lại máy, sư cho con một tín hiệu ạ. Để con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ một lần nữa chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Thanh trở lại đạo tràng ạ. Dạ con kính nhân mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Tham Ma Giá. Nam mô Sằng Khà Giá. Thì về cái tứ chánh cần này á, thì mình đã học đi học lại, nói đi nói lại nhiều lần nhưng mà nếu mà quý vị yêu cầu thì sư cũng nói lại để quý vị nhớ. Tức là cái dục cần tâm thẩm thì á, cái đây là cái ý muốn, dục là cái ý muốn, nhưng mà ở đây là về cái pháp dục. Tức là chúng ta phải có cái thực hành cái giáo pháp một cái với cái mong muốn mạnh mẽ pháp dục. Còn đối với những cái dục bất thiện, tham dục, ái dục thì chúng ta phải cần phải loại trừ. Rồi cái mong muốn thành các cái thiện sự hay là thập thiện đó, mà cái quan trọng ở đây là cái phần tu tiến đó, tu thiền định hoặc thiền tuệ thì phải có cái sự mong muốn nỗ lực mạnh mẽ. Rồi cần như ý túc, nghĩa là phải luyện tập một cái nội tâm tức là chúng ta phải dành cái thời của chúng ta
theo một cái thời khóa nhất định. À, thí dụ như bây giờ mình tập sáng là chúng ta 5 giờ chúng ta dậy sớm để chúng ta tụng kinh lễ bái tam bảo, sau đó rồi mình ngồi thiền. À, thì chúng ta phải có một cái sự chuyên cần nỗ lực, à, không có biến nhát. Thì cái cần như lúc đây là để chúng ta đẩy lùi đi cái sự giải đãi dễ vui. À, mà quý vị biết rằng ở trong đời sống á, là cái tâm của chúng ta nó lười biếng lắm. Mà nếu mà khi mà chúng ta không có cái sự tinh tấn mạnh mẽ đó thì nó sẽ lù sụp huống chí, nó không có muốn thực hành các cái thiện sự. Cho nên đó là cái cần như túc là chúng ta có cái sự chuyên cần đều mỗi ngày để thực hành các cái thiện sự. Thí dụ mình chọn cái thời điểm thích hợp, ví dụ như là sáng, thường thường 6 giờ mình dậy, bây giờ mình 5 giờ mình dậy, ngày nào cũng đều như vậy, đi từ bỏ đẩy lùi cái giải đãi dễ vui, rồi tâm như ý túc. Thì tâm như ý túc ở đây đó là sự cái một cái nội tâm sáng suốt, định tĩnh, có cái sự cương quyết, xử lý công việc một cách dứt khoát, không có yếu đuối. Hay là ở đây mình nói là cái gì học thì gọi là cái có hai cái trạng thái thiện tâm, mà một cái là hợp trí, rồi vô trợ, còn một cái thì ly trí mà hữu trợ đó. Thành ra cái tâm ở đây là có phải sự mạnh mẽ, nó phải đi kèm với cái trí tuệ, tức là chúng ta xử sự công việc một cách sáng suốt, dứt khoát, không có do dự lùi sụp mà yếu đuối đó. Cho nên đó là những cái chi phần này á, nó rất là quan trọng để có một cái nền tảng vững vàng. Thì chính những cái dục như ý túc, cần như ý túc và tâm như ý túc như vậy đó thì mới tạo được cái định đó, nó sanh khởi. Thì chúng ta phải có sự nỗ lực đối với tất cả các thiện pháp, mà nhất là trong sự thực hành, thì cái tâm mà lùi sụp, giải đãi dễ vui, rồi những cái triền cái trạo hối, là những cái chướng ngại trong cái pháp hành. Do đó mà chúng ta cần phải có sự nỗ lực mạnh mẽ để diệt trừ tất cả những cái phiền não, những cái triền cái, những cái cái phiền não, cái trực chờ nó luôn luôn nó sanh khởi để nó gây sự cản trở trong cái công việc tu tập của chúng ta. Thì nhờ có cái dục như ý túc, tức là cái pháp dục, rồi cần như ý túc là một cái sự nỗ lực tinh tấn chuyên cần kiên trì, rồi tâm như ý túc là cái sự mạnh mẽ của cái nội tâm, dứt khoát, không có do dự yếu đuối. Thì ba cái chi phần đó thì nó trong, nếu mà giảng trong bát chánh đạo thì nó thuộc về tu tập về chánh tinh tấn, sự nỗ lực chuyên cần ngăn trừ những cái ác bất thiện pháp. Thì ví dụ như có đôi lúc mà ăn no quá tu cũng được, đói quá tu cũng được, lạnh quá tu cũng được, nóng quá tu cũng được,
thì đây là những cái sự cản trở, rồi sắp sửa đi xa thôi, để mai mốt đi về rồi tu, rồi đi về mệt quá thôi để mai mốt rồi tu. Thì cứ những cái sự giải đãi dễ vui như vậy đấy, nó sinh ra để nó cản trở. Thành ra chúng ta phải có sự chánh tinh tấn để diệt trừ những cái giải đãi dễ vui đó. Rồi chánh niệm, tức là cái tâm niệm luôn luôn hướng theo một cái đường lối chân chánh, ghi nhận một cái rõ ràng, thấy được thực tướng của đối tượng, biết rõ ràng cái nào là danh, cái nào là sắc, nó đang sanh, đang trụ, đang diệt như thế nào, thì mình ghi nhận rõ tất cả các đối tượng đó như vậy. Rồi từ có cái chánh tinh tấn, một cái sự nỗ lực bền bỉ kiên trì, và cái chánh niệm mạnh mẽ miên mật, sáng suốt, thì từ đó cái chánh định, tức là nó theo một cái đường lối xuyên suốt, ghi nhận đối tượng, an trú trên cái tâm không có chao động, ví như cái ngọn đèn đó, cái đèn mình đốt ở trong cái phòng mà kín gió, thì cái ngọn đèn nó đứng im phăng phắc á, là giống như cái tâm định của mình trên cái đối tượng, không có sao động, không có bị phóng dật, thì như vậy đó, thì quý vị tạo cái điều kiện lúc đó là chúng ta thấy rõ cái chân tướng, không thấy rõ trên cái chế định là tục đế, thì lúc đó là cái định nó sinh khởi, nhờ đó mà tuệ đưa đến cái tuệ giác. Thì các cái chi phần này nó hỗ trợ lẫn nhau, tức là phải có cái tinh tấn, nó hỗ trợ cho cái niệm, cái niệm vững vàng ấy, thì nó sẽ đạt đến cái định mới sanh khởi, và định sanh khởi thì nó mới đưa đến cái tuệ giác. Thì sư cũng xin giải thích thêm để quý vị hiểu rõ. Bây giờ thì xin mời đạo tràng. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ sa thú thành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy rộng thêm cái câu hỏi, cái đề tài ngày hôm nay định. Và cô Kim yêu cầu sư giảng dạy thêm, rồi cô Kim thấy như thế nào rồi, và dạ, sư Kim thấy làm sao rồi, có vừa ý hay không, có hiểu rõ bài học chưa, và dạ, cho xin ý kiến ạ. Dạ, xích kim còn trước máy không? Dạ, xích kim còn trước máy cho một tín hiệu à. Có ý kiến thì sư Pháp Thanh đã giảng giải rồi. Dạ, có. Câu còn ý kiến gì nữa không à? Dạ, kính chào Vinh Minh Tâm. Dạ, kính chào Vua Minh Minh vừa vào đạo tràng. Dạ, ngoài xích kim ra, quý vị có ai có ý kiến gì không trong bài giảng của sư? Dạ, con không thấy ai nhúc nhích hết. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Nhược Quỳnh không ạ? Cô Tự Duyên có nghe được âm thanh của Nhược Quỳnh không cô? Dạ, cảm ơn chị Mít Ta nghe một hai hả chị? Ồ, tại vì ở chỗ Nhược Quỳnh trời đang giông mưa dữ quá. Dạ, đang trời gầm dữ quá. Nên có lẽ là cái đường nét nó không có được ổn. Nguyên Trang cũng nghe nữa hả? Cảm ơn Nguyên Trang. Chị Mít Ta, cô Tự Duyên, dạ, và quý vị có hành thiền thì có theo bài giảng của sư đó,
có ý kiến gì, có hỏi gì sư không chị Metta? Chị Metta có hỏi gì sư không? Nếu có thì kính mời bàn tay chị à. Mắm lộn. Dạ, vậy là nghe cũng được phải không chị? Không có phải một hai phải không? Dạ, cảm ơn chị rất là nhiều. Ở chỗ Nhật Quỳnh trời gầm dữ quá. Dạ, dòng mưa mà không biết sợ là mình không có ổn thôi. Dạ, con thấy Xích Kim đã xa thú rồi bạch sư. Dạ, đồng hồ của con là còn 27 phút nữa. Dạ, kính mời đạo tràng. Mời đạo tràng có thể có ý kiến với bài giảng của sư à. Bạch sư, con chưa thấy ai ý kiến hết á. Con thì không có duyên để học thiền bạch sư. Dạ, con chỉ học lớp mà. Học lớn trên đạo tràng chỗ này chỗ khác rồi con tự ngồi thiền một mình. Dạ, tự ngồi kết hợp những cái chuyện học đó rồi con tự tập theo dõi hơi thở mình được vậy thôi, chứ còn nói mà hành thiền thì chắc là không phải rồi. Dạ, theo như ngài Liễu Tông nói thì không phải rồi. Nhưng mà con thấy nhờ cái giữ giới với bà sư, thì nếu mà mình giữ giới được tự bản thân mình thấy được an vui. Dạ, tại vì không có ai có ý kiến gì nên con xin nói cảm một chút về bên hành thiền, về định đó thì con không có rõ lắm đó bà sư. Nên nhưng mà nói về giữ giới thì con thấy mình giữ giới thì mình rất là an vui. Dạ, nếu mà giữ được chút nào thì mình an vui được chút đó. Như bữa con nghe mà chị Bách Ta hỏi ngài Liễu Tâm về thọ bát quan có lợi ích gì không, con xin phép sư nha. Dạ, tại vì đáng lẽ thời gian của sư con không có nói về cái chuyện này, nhưng mà giờ không có ai cầm mic hết nên con phải nói để giải tỏa bớt cái thời gian trống vắng của đạo tràng. Trong thời gian của sư thì lại không có ý kiến gì hết. Dạ, thì con nói về giữ giới thì giống như hồi lúc trước đầu tiên mà con tập giữ bát quan con rất là nhát. Dạ, con qua chùa Bụ Đức sư biết rồi. Dạ, con qua chùa Bụ Đức lúc đó con gặp quý sư, lúc đó còn sư Chân Quý nữa đó sư. Dạ, thì quý sư mới dạy con thôi giờ chồng chết rồi, thôi thì thỉnh thọ bát quan đi, con đâu có biết thọ bát quan là gì đâu. Dạ, con hỏi quý sư gì mình thọ bát quan thì thọ làm sao. Dạ, thì lúc đó quý sư cũng chỉ và cũng có giảng cho con nghe chút chút, con cũng hiểu được chút chút. Rồi con về con không có dám mà nguyện liền đâu, không dám nguyện để thọ liền đâu. Bắt đầu cái thứ nhất là mình giữ cái ăn trước ha. Dạ, con cứ thay vì mỗi lần trưa mình ăn xong tới chiều mình ăn thì con để quá trưa đi con mới ăn. Rồi con dần thì con ăn buổi trưa, rồi tới buổi chiều con không ăn. Mà con lúc đó con cháu con đông lắm, ở trong nhà đông lắm, nên tới chiều là con giao với tụi nó nha, mẹ chỉ nấu cơm buổi trưa thôi nha, rồi buổi chiều tụi con về là tụi con xúng xích nấu cơm nha, em mệt rồi mấy nữa. Dạ, cái nó nấu cơm. Dạ, mấy con có mấy thằng rể nó nấu ăn giỏi lắm, cái nấu cơm cái nó mới mời mẹ ăn, nói thôi mẹ no rồi mẹ không ăn. Nhưng mà con nói thiệt bạch sư, con không hề nói dối. Dạ, con không hề nói dối, nó no vậy mà lúc đó con tập giữ, con thậm chí con thấy rất là vui. Là mình chiều mình không phải lo nghĩ tới ăn uống không phải gì hết á, nên nghe nó khỏe như lắm gì đó. Dạ, nghe nó khỏe thua, không thấy nó phải bận rộn cái ăn cái uống gì hết. Rồi ví dụ như mình tập nghe mà không mà đeo nữ trang, hồi đó con cũng mê nữ trang lắm chứ. Dạ, nhưng mà tới hồi mà tập vậy từ từ tự nhiên mình vững dưng. Dạ, mình vững dưng như nữ trang nên đó cũng một cái điều rất là nhẹ nhàng. Dạ, con nói sơ sơ vậy thôi. Để chia sẻ với chị Meta là mình giữ được giới này
nào thì cảm thấy an vui ở đó. Dạ, mình thấy rất là khỏe. Dạ, nó không có ràng buộc mình. Dạ, như lúc trước con không ghiền cà phê, rồi con đi chơi với chị bạn, chị uống cà phê suốt, chị mời suốt, rồi ghiền. Dạ, ghiền rồi tới hồi sau cái cũng nghe quý sư nói, thể mình ghiền cái gì là mình bị dướng mắt, mình bị con ma nó dắt mình đi. Rồi con từ từ con tập, rồi con cũng bỏ. Dạ, con bỏ, nhưng mà như lúc sau gần đây nè, thời gian gần đây con mất ngủ quá nhiều, con thiếu ngủ chứ không phải mất ngủ. Dạ, thiếu ngủ quá nhiều, con buồn ngủ dữ lắm. Dạ, nhiều khi đang ngồi trên máy mà muốn bút xuống luôn vậy đó. Cái con nói, dạ, đi uống cà phê lên thì tỉnh đó nha. Nhưng mà con uống cà phê rồi á thì nó tỉnh thiệt. Nhưng mà qua ngày sau con suy nghĩ nó tới cái giờ đó nó đòi uống cà phê nữa. Con nói không được, vậy là nó sắp ghiền tới nữa rồi. Con nhất định con không uống. Dạ, con nhất định không uống, con đi kiếm chuyện khác con làm, con không ngồi trước máy. Rồi từ từ nó cũng qua. Dạ, từ từ nó cũng qua. Mà con thấy phải nói là chiến thắng mình rất là khó. Nội uống cà phê thôi là con phải tranh đấu dữ lắm đó. Dạ, con phải tranh đấu dữ lắm con mới không uống, chứ còn không là giờ mình uống vô thì mình tỉnh táo, mình không uống mình gục gặt tới gục gặt lui. Không mà con cũng cố gắng, mà mấy ngày nay con rất là cố gắng thì bữa nay con đã vượt qua được rồi. Giờ Nhật Quỳnh thấy Liên Hoa của trước mái nha, nên Nhật Quỳnh mời Liên Hoa ý kiến đi. Liên Hoa lúc này Liên Hoa ít có cầm mic lắm, nên mời Liên Hoa đi nghe. Dạ, Nhật Quỳnh chỉ chia sẻ với chị Meta là vậy. Mặc dù ngày Liễu Tông nói mình giữ giới là bắt qua mình phải trong sạch phải này kia, nhưng mà nếu mà mình không từ từ thì không thể nào mà mình làm được một lần để mà có thể trong sạch được hết đó chị Meta. Dạ, mình cứ phạm rồi mình xin, rồi mình phạm rồi mình xin. Dạ, mình biết mình phạm. Ví dụ như mình muốn nói dối đi, mình muốn nói điều gì đó. Nhưng mà chia sẻ đi, mình chia sẻ thật tình trong lòng mình có gì mình chia sẻ thôi, chứ biết sao giờ đi qua. Thì mình thấy mình muốn nói dối, tự nhiên mình nhớ mình đã xin giới rồi là mình sẽ giật lại liền à. Dạ, Nhật Quỳnh, cái kinh nghiệm của Nhật Quỳnh là thấy như vậy đó chị Meta. Dạ, chị Meta, nếu mà chị Meta còn trước máy có nghe được âm thanh Nhật Quỳnh, nếu chị cầm mic được thì chị có thể có ý kiến không? Dạ, kính mời chị nha. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con lễ Ngài Tỷ Đức, kính lễ Sư Pháp Thanh, kính lễ cô tu nữ Tệ Duyên. Dạ, kính chào toàn thể đạo tràng. À, con thấy không có ai có ý kiến. Cô Nhật Quỳnh mời Liên Hoa, nhưng mà Liên Hoa cũng nói không có ý kiến gì. Thì thôi, con hỏi câu hỏi này cũng liên quan đến Phật Pháp thôi, chứ không có phải hỏi cái gì ở ngoài đời không có liên hệ tới Phật Pháp. Dạ, con kính xin Sư Pháp Thành, con có cái thắc mắc như thế này. Là khi gần đây á, con cũng có nghe quý sư giảng, nhất là Ngài Liễu Tông, thì nói là khi hành thiền đó thì phải bám sát cái đề mục. Thì thật tình mà nói, con cũng không có, chưa có học được ai qua về cái chuyên môn về hành thiền hay là những cái khóa thiền gì hết. Thì con cũng học trên room rồi nghe quý sư, con cũng có đọc thêm trong sách vậy thôi, nhưng mà sự hiểu biết thì nó, con thấy thì chắc là nó ít lắm. Thì con khi mà con hành thiền á, thì con cũng nhớ mãi cái câu của Sư Liễu Tông nói là phải bám sát đề mục. Thì con thật tình cái tâm của mình thì nó cũng không có định được lâu, rồi lát thì nó cũng chạy lăng xăng, rồi nghĩ tới điều này điều nọ. Thì con nhớ là cái câu đó thì con giật mình lại liền, là con trở lại. Và những lúc mà con cảm thấy con định đó, là con cứ nghĩ là khi con thở vào thì con thấy con biết cái hơi thở, cái không khí nó đi vào ngang lỗ mũi, rồi nó đi xuống phổi, đi xuống ngực, rồi nó xuống bụng, rồi làm cho cái bụng mình nó phồng lên. Thì lúc đó là con niệm buốt. Rồi khi mà con thở ra
thì con thấy là cái hơi thở nó đi lên, rồi nó cũng đi ngang lỗ mũi, rồi nó đi ra ngoài, thì con cũng niệm là thô, bút thô, bút thô. Dạ. Rồi con thấy được cái sự chuyển động của sự vận hành của cái hơi thở đó. Thì khi nó qua lỗ mũi, thì khi con hít vào thì con thấy nó mát mát. Rồi con thở ra thì đôi khi con thấy nó ấm ấm. Và con thấy được như vậy. Mà con nghe quý sư nói rằng mình phải hành như thế nào để mà thấy được danh, được sắc. Thì con cũng chưa hiểu được thấy danh là thấy như thế nào, rồi thấy sắc là ra làm sao. Thì con cũng thỉnh sư là giảng giải cho con coi thấy danh là thấy như thế nào, rồi thấy sắc là thấy như thế nào. Còn theo con thì con thấy là cái sắc là như vậy, thấy là hơi vô rồi hơi ra, rồi phồng lên rồi xẹp xuống. Còn theo cái tâm con nghĩ là thấy sắc là con thấy cái tâm con nó được trong sáng, nó được định tĩnh vậy thôi, chứ con không biết cái điều đó có đúng hay không. Thì con cung thỉnh sư giảng giải cho con ạ. Dạ con kính cung thỉnh sư ạ. Nam mô Bố Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ga Giá. Và kính lễ chư tôn đức trưởng lão, kính chào quý tu nữ và tất cả quý Phật tử. Thì đối với một cái vị hành giả sơ cơ đó, mà hành như vậy thì được rồi. Tức là mình có thể mình theo dõi cái chuyển động của hơi thở. Rồi mình có thể niệm vào một cái gì đó cũng được. Để chi? Để mình có một cái đối tượng để mà mình ghi nhận, mình theo dõi. Thì như cô niệm là thở vô là bút, thở ra là thô. Nhưng mà nếu mà mình ghi nhận nó đúng hơn á, thì khi mà thở vô mình cứ niệm thở vô, thở vô, thở vô, là cái biết của mình đang ghi nhận cái chuyển động của cái hơi thở, thở vô. Rồi khi mà thở ra thì mình theo dõi cái chuyển động của hơi thở từ 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 nó ra ngoài, từ trong phổi mình nó đi ra ngoài, cái phổi mình, cái bụng mình từ 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 nó sọp xuống, hay là hoặc là mình ghi nhận là thở ra, thở ra, thở ra, thở ra. Chứ còn bây giờ mình đang quan sát về thở vô, rồi mình ghi nhận là bút thở ra, mình niệm là thô, thì như vậy đó là giữa cái hai cái đối tượng làm cái tâm mình nó chạy qua chạy lại. Cho nên là nếu mà mình hình cái đề mục nào thì mình theo dõi một đề mục thôi. Ví dụ như bây giờ mình niệm về hồng danh Đức Phật, thì mình niệm bút thô, bút thô, bút thô. Còn nếu mà mình thực hành thiền theo dõi hơi thở, thì mình chỉ niệm là thở vô, thở ra, hoặc là mình niệm theo số tức quan, tức là thở vô, thở ra điểm 1, thở vô, thở ra điểm 2, thở vô, thở ra điểm 3, đếm tới 5 cái mình bỏ, mình đếm lại nữa. Thì mình thực hành vậy thì nó sẽ theo sát cái đối tượng mà mình ghi nhận hơn. Chứ còn nếu mà mình nó lưng chừng giữa hai cái, thở khi mình theo dõi cái hơi thở vô mà mình niệm bút, thở ra mình niệm thô thì cũng được, nhưng mà
giữa cái hai cái đối tượng đó, mình chạy qua chạy lại. À, cho nên mình đứng một trên cái chiếc xuồng nào, chiếc thuyền nào đó, mình đứng trên một chiếc đó thì nó vững vàng hơn. À, còn chạy qua chạy lại một hồi cái tâm mình nó cũng mệt. À, cái ghi nhận của mình nó không có rõ. Chứ còn bất cứ đối tượng nào thì cũng tốt. À, nhưng mà lần hồi đó, lúc đầu thì mình ghi nhận trên cái chế định. À, thở vô, thở ra, thở vô, thở ra. À, đến một lúc nào đó, cái tâm mình nó thuần thục. À, thì mình chỉ cần, không có cần phải quán sát về về cái thở. Mình biết, à, biết cái chuyển động của thở vô, à, chuyển động của thở ra. Thì á, cái chuyển động á, là cái đó là thuộc về sắc. Mà quý vị học ghi pháp rồi, cái gì biết được đối tượng thì cái tâm, à, cái tâm ghi nhận nó biết rõ có một cái đối tượng, một cái sự chuyển động. À, lúc đầu mình cái chuyển động đó mình còn nằm trên cái chế định thở vô thở ra, nhưng mà lần hồi á, mình đi vào cái tính chất chân đế, gạt bỏ những cái tục đế, thì mình ghi nhận cái sắc, à, nó đang chuyển động, và cái tâm theo dõi cái đó thì gọi là danh. À, danh là cái tâm chánh niệm, nó đang ghi nhận cái đối tượng hơi thở là sắc, cái chuyển động hơi thở là sắc. À, thành ra đó mình học rồi xong mình thực hành thì sẽ dần dần sẽ tới cái có được những cái kinh nghiệm hiểu biết. À, chứ đâu phải cần phải đi tới trường thiền hay là này kia. À, có nhiều người qua nghiên cứu về kinh điển trong cái lời dạy của Đức Phật thì rồi mình cũng có thể mình có điều kiện mình thực hành nha. À, và như hồi nãy cô Quỳnh á thì nói là không có thời giờ hành thiền. Thật ra đó, cái thiền không phải là có thời giờ để ngồi hay là đi kinh hành mới hành thiền. Nhưng mà bây giờ mình áp dụng cái thiền vào trong sinh hoạt đời sống. À, thí dụ như bây giờ làm bất cứ một công việc gì, mình hay biết rõ ràng về cái công việc đó, à, là mình đang thiền. À, bây giờ mình nói chuyện thì mình biết đang nói chuyện. À, mình đang làm bất cứ công việc gì mình biết rõ công việc đó. Chứ không phải là khi chúng ta ngồi thiền chúng ta mới cần giữ chánh niệm, mà ngay trong đời sống sinh hoạt hàng ngày như hồi nãy sư nói thì quý vị đang thực hành cái chánh niệm. Mà cái chánh niệm quý vị trong đời sống mà rõ ràng miêu mật thì sẽ ít lẫn lộn. À, thành ra hôm hổm là cô Nhật Quỳnh hỏi làm sao bây giờ mà tránh sự lẫn lộn. Tại sao? Tại vì cái công việc của mình nó quá nhiều. À, vừa phải làm việc này, phải làm việc kia, làm việc nọ, cho nên là cái tâm mình á nó rối loạn tùm lum. À, nó nhiều quá, nó nhảy qua nhảy lại, nhảy qua nhảy lại thì thế nào một hồi nó cũng có sai sót. À, nhảy qua nhảy lại hồi thế nào cũng phải dấp tay ăn cái đó. Cho nên á, hôm đó sư nói mà chưa có hết ý. Ví dụ như bây giờ mình đang theo dõi cái room này, à, thì cô lấy một cái tờ giấy, à, cô viết cái chữ cho thiệt to để kế bên cái máy vi tính. À, thí dụ bây giờ là đang room Phật giáo Nam Truyền, cô để Phật giáo Nam Truyền Sư Pháp Thanh. À, thì cô làm việc đằng kia mà cô nghe cái máy mà nó không có âm thanh á, cô chạy lại cô nhìn vô tờ giấy là nhớ lại, à, room Phật giáo Nam Truyền Sư Pháp Thanh, hôm nay Sư Pháp Thanh đang giảng đó.
Thì nhờ có cái lúc đầu mình phải có những cái phương cách để mà nó nhắc nhở cái tâm mình, thì khi mà nhìn vô là cái chánh niệm của cô nó trở lại, nó có lại, mình biết, mình ghi nhận ngay cái thời điểm đó. Đó, thành ra đó mình không phải là phải cần phải tới trường thiền, rồi cần phải có thiền sư giảng dạy, rồi phải có ngồi thiền, có đi kinh hành mới làm thiền. Mà cái lời dạy của Đức Phật, trong bất cứ phút giây nào, trong bất cứ chúng ta đang làm việc gì, trong bất cứ cái đối tượng nào mà chúng ta ghi nhận một cách rõ ràng, nó đang hiện khởi như thế nào, mình ghi nhận rõ như thế đó, đúng y như nó, thì đó là thiện. Chứ đâu phải là phải chạy qua miếng điện, là phải tới trường thiền, rồi có truyền thiền sư, rồi phải trình pháp mà cái nói. Thì cái thiền là để Phật giảng dạy để chúng ta trở về sống với trật thực tại. Quý vị đang học pháp cú kinh mà quý vị chú tâm vô trường âm, đoạn âm, rồi là nguyên âm, hay là trường âm thông thường, trường âm nhấn, trường âm đọc theo giọng nguyên âm gì đó. Quý vị biết rõ ràng lúc đó là quý vị đang có cái sự sáng suốt ghi nhận, hiểu biết rõ ràng mình đang học là mình đang thiền đó. Chứ đâu cần phải ngồi đó niệm thở vô nghe thấy phải không? Thành ra đó, khi mà mình có sự hay biết sáng suốt rõ ràng thì có định tĩnh trong cái ngay cái giây phút đó là mình đang thiền đó. Mà mình cứ giữ cái tâm một cách miên mật như vậy, không có để cho cái phiền não nó chen vô thì là mình tâm mình đang định đó. Chứ đâu phải cần phải đó, niệm bất cứ đối tượng nào cũng được, không có đối tượng nào là tốt là xấu. Không phải ngồi phải kiết già lưng thẳng rồi mắt nhắm rồi mới đặt niệm, mà chúng ta đặt niệm vào ngay trong cái đời sống của mình. Mình làm việc gì, mình biết mình đang làm gì đó, đối tượng như thế nào, biết như thế đó là đủ, là thiệt, là sáng suốt định tĩnh. Mà sáng suốt định tĩnh là tuệ giác có mặt. Thì khi tuệ giác có mặt thì dắt mặt phiền não vô minh diệt. Mà vô minh diệt thì hành diệt. Các pháp nó đi với nhau vậy. Quý vị cứ nhớ vậy đó. Mà trong đời sống nếu mà thí dụ như mình làm hồi quên đi. Như cô Như Quỳnh chạy lăn xăn ngồi trở lại. Nãy giờ mình có chánh niệm không? Thì mình chỉ cần cô lập cái câu hỏi đó trong đầu thì lúc đó sẽ có chánh niệm trở lại. Hay là mình làm rồi quên, mình tự hỏi nãy giờ mình có chánh niệm không, là chánh niệm tự động nó trở lại. Cho nên á, cái phương pháp tập thiền của Đức Phật á, không phải là ấy, mà Đức Phật dạy cái phương pháp này để quý vị áp dụng vào trong cái đời sống, để quý vị có cái tâm sáng suốt định tĩnh. Và khi mình sáng suốt định tĩnh thì mình không có sai lầm, không có phiền não chen vô, thì không có phiền não chen vô thì không có khổ đau. Minh sanh khởi thì vô minh diệt. Mà khi mà vô minh diệt thì đem đến an vui, vậy thôi. Thành ra đó là quý vị nên hiểu là chúng ta không cần phải đi tới trường thiền, chúng ta có thể học hỏi trong kinh điển, rồi trong những cái cách thức để chúng ta áp dụng ngay vào cái đời sống của mình. Bất cứ lúc nào, giây phút nào, bất cứ đối tượng nào mà tâm mình sáng suốt, định tĩnh, ghi nhận một cách rõ ràng, lúc đó là chúng ta đang hành thiền. Mình làm bất cứ chuyện gì
đang lái xe biết rõ, đang lái xe, đang quét nhà biết rõ, đang làm cái công việc đó, chân bước tới, tay đưa chổi qua, đưa chổi lại, mình đang rửa chén, thì mình biết nghe, đang nghe tiếng nước chảy rồi cái tay mình nó hoạt động như thế nào, mỗi cái gì nó diễn ra mình ghi nhận, biết hết. Là quý vị đang hành thiền, thì sư cũng xin chia sẻ cái điều thắc mắc của cô Metta, và cũng nói thêm gì hôm trước thì cũng điều kiện cái thời gian nó cũng hạn hẹp, thành ra chưa có chỉ cái cách mà cô Nhật Quỳnh lẫn lộn giữa cái room này room kia rồi vị này vị khác, bữa nay thì cũng nhân tiện cái thắc mắc của cô Metta thì cũng có liên quan, thì mai mốt á thì mình biết phục vụ là có cái phước báo, nhưng mà vì mình ôm đồm công việc nhiều quá, vừa phải lo công việc bên ngoài rồi phải lo cái công việc trên mạng, thì nếu mà cô muốn không có lẫn lộn á thì kiếm một cái tờ giấy viết cái chữ thiệt bự để cạnh cái máy, lúc này là cái room gì, pháp cú kinh hay là Phật pháp hay là Phật giáo Nam truyền gì đó, rồi viết cái tên cái vị đang phụ trách cái giờ đó. Vậy đó, là ở kia mình có nghe mình chạy lại là mình nhìn vô cái tấm giấy đó thì cái tâm mình lúc đó nó chánh niệm vô ngay cái tờ giấy đó, thì mình nói thì nó không có lộn, lúc đó mình nói với cái tâm chánh niệm sáng suốt chứ có điều đó. Thành ra đó, quý vị nên thực hành, áp dụng hành thiền vào cái đời sống, chứ không phải chỉ ngồi thiền hay là đi tới trường thiền rồi mình mới hành thiền. Thì sư cũng xin nhắc nhở và chia sẻ đôi điều. Dạ, chúc tất cả quý vị luôn luôn có nhiều sức khỏe, an vui và cố gắng giữ gìn cái tâm sáng suốt, định tĩnh trong đời sống, mà nhiều chừng nào tốt chừng ấy. Nếu mà mình giữ suốt được miên mật từ lúc mà thức dậy đến mình khi lên giường ngủ trở lại, thì như vậy là quý vị đã suốt một ngày quý vị hành thiền rồi, vậy là tốt đẹp rồi, sống một đời sống an vui với tâm quân bình, định tĩnh và sáng suốt. Cầu chúc tất cả đều được khỏe mạnh, an vui và trí tuệ sáng suốt trong mỗi giây, mỗi phút. Nam mô Bụt Thầy. Dạ. Dạ, sa thú lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa pháp thanh rất là nhiều. Dạ, sư đã tận tình chỉ dạy cho chúng con. Dạ, cảm ơn cô Tệ Duyên, cảm ơn chị Metta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, và cảm ơn Châu Nguyễn. Dạ, cô Tệ Duyên nãy giờ có nghe không, và có ý kiến gì không, có hỏi sư điều gì không cô? Tại vì đồng hồ Nhật Quỳnh là còn 9 phút nữa. Dạ, cô có ý kiến gì không? Nếu có thì cô cho Nhật Quỳnh tín hiệu, Nhật Quỳnh nhường mic đến cho cô ạ. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ cô Tuệ Duyên. Cô Tuệ Duyên có ý kiến gì không? Dạ không. Liên Hoa, Như Quỳnh, dạ Xích Phạm Phượng, có ý kiến gì không? Xích Trần Đạo nữa. Dạ, có ý kiến gì không? Còn mấy phút nữa thì cho bằng tay đi rồi Nhật Quỳnh nhường mic ạ. Dạ, còn không thấy ai nhúc nhích. Liên Hoa cũng không luôn. Dạ, thì còn mấy phút thì con xin tri ân sư một lần nữa. Và những gì sư dạy thì con cũng có tập thử đó sư. Dạ, con cũng có tập. Con không có được cái duyên để đi đến trường thiền. Thì con tự sắp xếp công việc của mình để cũng tập thiền. Dạ, cũng tập thiền, nhưng mà con nghe ngài Liễu Tông nói mình cái đó là không phải thiền, nhưng mà thì cho là như vậy đi, nhưng mà con cũng tập. Nhưng mà trước đây con có thời gian
và con sức khỏe con còn tốt đó, thì con tập từ 10 phút lên 15 phút, 20 phút, 30 phút lên được 1 tiếng. Dạ, ngồi được 1 tiếng thì con cũng theo dõi hơi thở như sư chỉ. Dạ, còn lúc con theo dõi hơi thở thôi. Dạ, con ngồi xuống như chị Minh Hà mới đang ngồi thì con cũng bị cái tâm nó lung tung lắm. Nhưng dần dần thì con kèm được cái tâm của mình lại. Và đầu tiên thì con ngồi thì con đếm. Dạ. À, còn nghe quý sư giảng là mình đếm thì con đếm từ 1 tới 5, từ 1 tới 6, 1 tới 7, từ 1 tới 8, từ 1 tới 9, từ 1 tới 10, con quanh trở lại đếm từ 1 tới 5. Thì mới đầu thì nó, cái đầu con nó linh tinh dữ lắm, và nó linh tinh dữ lắm, đếm lộn hoài. Và cứ thở ra, hít vào thở ra thì đếm 1, mà nó cứ sai hoài. Dạ, thay vì mình đếm tới 5 thì mình không đếm, mình đếm luôn tới 6, hoặc đếm lần tới 6, không đếm, đếm tới 7 tới 8 luôn. Nhưng mà mình nè, dạ, hết tập niệm thôi. Dạ, thì coi như mình, nhưng mà rồi biết rồi nó cũng quen. Dạ, từ từ thì niệm được đúng. Dạ, coi được đúng, và từ từ con bỏ. Dạ, con bỏ không niệm nữa, và con theo dõi hơi thở ra và hơi thở vào. Nhà khi nào mà cái đầu mình nó nghĩ chuyện gì khác là con biết liền, thì con bắt nó quay lại, thì con làm cũng được một thời gian. Dạ, ngày con làm, con ngồi được ba tiếng đó, sáng trưa chiều tối đó. Nhưng bây giờ thì con hư lắm rồi, con không còn thời gian ngồi được nữa, tại công việc con càng ngày lại càng nhiều lên, mà sức khỏe con thì càng ngày càng tệ, nên là con không còn ngồi được nữa, mà con chỉ theo dõi cái việc làm của mình, giống như lúc nãy sư chỉ con đó. Dạ, con cũng thường theo dõi nó lắm. Dạ, con thường theo dõi nó, rồi con nhiều khi con tự rầy mình, tại sao như vậy, tại sao như kia, thì nhưng mà nó vẫn sơ suất, của bạch sư nó rất là sơ suất. Nhưng mà mình hiểu được, mình hiểu mình đã sai, thì mình giật lại. Dạ, giật lại. Ví dụ như vô rung đi, con thấy nhiều cái điều bức xúc vậy đó, con định chát lên đi, thì con tự dạy nó, không được làm như vậy. Và có khi con gõ chữ rồi đó, rồi con xóa đi, con nói không được nói, không được làm. Dạ, con cứ như vậy đó. Thì con tập dần dần thì con cũng cảm thấy con rất là an vui tới với những cái việc mà đối với con là nó rất là bức xúc, nhưng mà từ từ bây giờ con thấy bình thường. Dạ, không có gì để bức xúc nữa, nên con cũng rất an vui, nên con rất là tri ơn quý ngài đã chỉ dạy cho con học từ từ thì tự mình cảm thấy mình an vui cho mình thôi. Và bây giờ thì con thấy đồng hồ còn có 6 phút nữa thôi. Dạ. Vậy chị Meta có thể cầm mic lên hỏi đi, còn mấy phút nữa này chị Meta, ngoài chị nha. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá. Con lẩm cẩm quá. Giờ con xin hỏi sư gì chứ, khi mà con hành thiền rồi con thấy cái sắc, rồi là sự dẫn, cái vận hành của cái hơi thở ra vào, rồi thấy lỗ mũi mình nó mát mát, rồi nó ấm, rồi bụng phồng lên xẹp xuống, thì con đã thấy được cái sắc rồi. Còn cái danh đó là cái tâm con nó được an, tâm nó an, nó định, đó là đã thấy được cái danh, phải không sư? Dạ, xin sư xác định lại nữa, con lẩm cẩm lắm. Dạ, dạ con cũng thỉnh sư ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Thì quý vị mà theo dõi, quý vị biết được cái hơi thở, biết được cái chuyển động của cái luồng không khí nó đang di chuyển. À, thì cái luồng không khí, cái chuyển động nó là thuộc về sắc, nó là vô tri, nó là đối tượng. Còn biết được cái đối tượng đó là gì? Là cái tâm, là danh. À, rồi mình biết được cái trạng thái, cái tâm mình đang an lạc đó, là cũng là danh. À,
cái an lạc đó nó là đối tượng. Nhưng mà cái đối tượng này sao, nó không phải an hoài, hồi đó nó cũng nhảy tới nhảy lui, hồi nó cũng chao động à. Nhưng mà mình biết ngay trong thời điểm đó cái tâm mình nó đang an lạc, là danh, là danh nó biết, là tâm nó biết à. Cái an lạc đó, cái trạng thái an lạc đó của tâm, nhưng mà cái tâm ghi nhận về cái trạng thái đó nó cũng là danh, cũng là cái tâm biết. Yeah. Thì khi mà cái tâm mình sao động mình biết, tâm mình an mình biết, à, cái tâm mình nó bất cứ nó đang khởi lên một cái trạng thái gì mình biết như thế đó, à nó đang bực bội mình biết, nó đang mong cầu mong muốn những điều gì mình biết, à nó đang an tịnh biết đó. Thì như vậy là mình thuộc về mình niệm tâm, mình biết được cái trạng thái của mỗi phút của cái tâm của mình à. Quý vị cứ nhớ à, tâm là biết cảnh, bất cứ cảnh nào, bất cứ cảnh nội phần ngoại phần à, thô tế gần xa à, bất cứ cảnh nào mà tâm nó ghi nhận nó biết được thì đó là đối tượng. Và cái tâm ghi nhận biết à, biết cảnh là tâm, là danh, vậy thôi. Dạ xin giải thích thêm với cô Meta. Dạ chúc cô nhiều sức khỏe, ăn vui ha. Vậy là cũng khá khá rồi, cũng có sự tiến bộ rồi đó à. Chúc cô nỗ lực tinh tấn nhiều hơn để tiến bộ trong pháp hành. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ con kính cảm ơn sư rất là nhiều, nhờ sự giảng giải của sư mà con đã sáng ra được một chút. Dạ con kính cảm ơn sư rất là nhiều ạ. Dạ con xin dâng trả mít lại cho đạo tràng. Dạ sa thú, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư. Dạ cảm ơn câu hỏi của chị Meta. Dạ cảm ơn chị Meta cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ đồng hồ con là đúng 7 giờ rồi. Dạ sư cho phép con ngoài đạo tràng cùng với con sám hối, và sau đó thì sư chúc phúc cho đạo tràng. Hai sư còn có đúc kết bài học không được sư? Sư cho con xin một tín hiệu để con biết ạ. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ xin sư cho con một tín hiệu. Giờ chúng con sám hối rồi sư chúc phúc, hay là sư kết thúc bài học của sư? Dạ con tri ân sư ạ. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh sám hối sau khi kính pháp ạ. Uttamange na vande hang ba đa phạn sum uttamang vô thể vô khá lý tổ đô sơ bụt thô khả mạ tu tăng mạ măng. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu lễ vi trần dưới chân Đức Phật, là đấng chi tôn chỉ thanh các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến Phật bảo, cúi xin Phật bảo sát tội lỗi ấy cho con. Vô tâm ăn ghê nà quanh đê hăng thẩm anh cha đều vi thắng và răng thẩm mê dô khá li tô đổ sô thẩm mô khả mạ tu tăng mà măng. Chọn đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ hai hạng pháp bảo là pháp học và pháp hành, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến pháp bảo, cúi xin pháp bảo sẽ tội lỗi ấy cho con. Uttamange na vande hăng sẵn khanh cha đều vi thô tâm ăn sẵn khê vô khá li tô đổ sô sẵn khô khả mạ tu tăng mà măng. Con đem hết tầm thành kính cúi đầu làm lễ hai bậc tăng bảo là phạm tăng và thảnh tăng, các tội lỗi mà con đã vô ý phạm đến tăng bảo, cúi xin tăng bảo xá tội lỗi ấy cho con. Và đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành thường tọa pháp thanh từ bi phúc chúc cho đạo tràng. Nam mô Bụt Tha Giá, con kính dâng mình đến sư ạ. Nam mô Bụt Tha Giá.
Thì nãy giờ sư giảng dạy thì cũng là cũng tóm lược cái ý của ngày hôm nay rồi. Cho nên sư xin tụng thời kinh phút phút ngắn để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Thì giới phước báo này kính cầu mong chư công đức trưởng lão pháp thể căn an, kính chúc quý tu nữ cũng như toàn thể quý Phật tử luôn luôn có nhiều sức khỏe an vui, có nỗ lực sự tinh tấn trên bước đường hành đạo. Kính chúc quý vị có khỏe để thực hành các thiện sự trong đời sống. Cầu mong tất cả chư thiên quan hỷ với thiện sự này, và cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài an vui hạnh phúc. Avatu sabba mangalang rakhandu sabba devata sabba bhuta nuvave nasada sothi phavantu te. Avatu sabba mangalang rakhandu sabba devata sabba thamma nuvave nasada sothi phavantu te. Avatu sabba mangalang rakhandu sabba devata sabba sangha nuvave nasada sothi phavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì định người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường định người, cầu xin cho quả tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Nam mô Bụt Thà Giá. Sa thụ sa thụ lành thai dạ ni tha dạ ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni qua gia ni và anh ta li khê ta ta ga tăng đề và manu sư bồ chi tăng bồ tăng nam sa na su wa thì họ tu gia ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni qua gia ni và anh ta li khê ta ta ga tăng đề và manu sư bồ chi tăng tham mang nam sa na su wa thì họ tu gia ni tha phụ ta ni sa ma ca ta ni phụ ma ni qua gia ni và anh ta li khê ta ta ga tăng đề và manu sư bồ chi tăng sanh khang nam sa na su wa thì hô tu hạng phu tá nào là thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không, mà đến hội họp nơi đây xin cùng chúng tôi làm lễ chư Phật là các đấng giáo trụ đã được chứng quả giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phạt sanh thành lợi. Hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không, hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chữ thiên ngự trên hư không, mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ các pháp đã có giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hay cúng dường, cầu xin được phát sanh thành lợi. Hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên địa cầu, hoặc hạng phu tá nào là chư thiên ngự trên hư không, mà đến hội họp nơi đây xin đồng cùng chúng tôi làm lễ chư tăng đã có giống nhau, mà chư thiên cùng nhân loại thường hắn dường, cầu xin được phát sanh thành lợi. Chữ thiên ngự trên hư không, ma địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều, đông vương thần lực có nhiều, đoạn sinh hoan hỷ phước điều chúng con, hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyền thoại nặng tay, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu, chúng con quy thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sanh. Nam mô Bụt Thà Giá, chúng con thành kính đảnh lễ. Dân quả phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra do học pháp, thính pháp, thảo luận Phật pháp, đến với chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama tròn đủ 5000 năm. Chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại tiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong Phật giáo Nam truyền. Còn nhất là chư thiên ở chùa Ngọc Đạt, ở thiền viện chân lý, chư thiên chung Phật tử hiện diện trong Phật giáo Nam truyền,
Cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này sau khi các ngài thọ nhận rồi. Xin hậu độ chư tôn đức pháp thể khinh năng bồ đề tâm kiên cố đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thọ dụng đều nhau cả thầy. Y đăng quân nhân đi Banat sắp cho vô hồ tu y đăng quân nhân đi Banat sắp cho vô hồ tu y đăng quân nhân đi Banat sắp cho vô hồ tu. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức quý ngài đã quan lâm vào rung chứng minh cũng như giảng dạy cho chúng con học những câu Phật ngôn để chúng con được sự lợi ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính con đã tạo được đến giới quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hành, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý sư cô, quý cô chú anh chị em đã hữu đã vào đạo tràng. Thính pháp thảo luận Phật pháp hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc chư tôn đức thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành Rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư tôn đức tăng ni kính mời quý anh chị em đạo hữu ngày mai quang lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3:30 sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rung có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư tôn đức tăng ni, cầu mong quý ngài từ bi hoan hỷ hỷ xả cho con. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân quý ngài. Những cảm ơn tất cả đạo tràng, quý anh chị em đạo hữu đã hỗ trợ cho Rơm Phật giáo Nam truyền được hoàn mãn tốt đẹp. Nam mô Bụt Tha Dạ. Con kính chúc quý ngài Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sang Kha Dạ. Dạ con xin phép được xuống mít con chỉnh chào tạm biệt đạo tràng và chúng con cũng xin phép để bài kệ kinh. Và sau đó chúng con cũng xin phép được khép cửa rung. Dạ, kính chào tạm biệt đạo tràng ạ.
luôn nghiêng lưng tu tùng, chợt hoàng nghi đặt gót lên đầu đại tiên biết chuyện cơ mầu, khóc cười rồi lại kính tâu sư tình. Trời người.